dễ nhất của mình là chữ CT, hàng đầu tiên nha, chữ CT. Thì em nhìn ở bên tay phải của mình chẳng có chữ CT nào cả, tức là câu 1 không liên quan, lơ đi. Rồi, câu hàng thứ hai cũng là câu 2 đó. We found the restaurant. Vậy chúng ta sẽ cần cái chữ restaurant. Rồi thêm một chữ nữa là you recommended but it was short, tại vì đây là nguyên câu. Thì nó sẽ có chữ restaurant. Bạn nào không đọc được nhiều đọc từng hàng. Em đọc hàng thứ hai, em có chữ restaurant, em đi tìm nó. Ở câu A có chữ restaurant giữ lại. Câu B cũng restaurant cũng có luôn, câu C restaurant cũng có. Vậy cả ba cái đều có, chữ đó không ăn thua. Đi qua hàng thứ ba, hàng thứ ba recommended thì cái chữ khó, nhìn bên này không có rồi lơ luôn. Vậy hàng thứ tư chúng ta sẽ có chữ search, thì khi các bạn tìm cái chữ search này các bạn cũng thấy lơ nó luôn, không liên quan, thấy không có là bỏ. Rồi, trong hàng thứ tư chúng ta sẽ có một cái cụm khác, đó là cụm từ là menu looks good value gì đó. Vậy các bạn biết menu là nói về thực đơn đó, mấy cái món ăn thực đơn này nọ. Vậy chúng ta sẽ kiếm coi bên này nó có cái gì liên quan nó không. Ví dụ không thấy đúng không? Tiếp tục lơ nha. Nhìn tới hàng thứ năm. Hàng thứ năm em sẽ có chữ là go before we leave, tức là go là đi đó, đi là đi đến cái nhà hàng đó em. Đi đến trước khi mình leave là rời khỏi nơi nào đó, nghĩa là mình hiểu là à, chúng tôi sẽ đến cái nhà hàng trước khi chúng tôi rời khỏi đây. Vậy câu A của mình họ cho mình là phát hiện ra một cái nhà hàng khác, another gì đó, là cái câu này sai rồi. Gì mà phát hiện, đâu có đề cập phát hiện, chỉ đề cập là chữ search. Bạn nào mà hay đọc truyện hay coi phim chơi game rồi này nọ, các bạn sẽ biết chữ shut up, tức là im miệng đi, câm đi, shut up. Thì cái động từ shut ở đây là bị đóng, cái nhà hàng nó bị đóng cửa rồi, mà bên này là another, tức là câu A sai rồi. Rồi, câu C nha, tại sao cô lại gạch bỏ câu C ở đây? Cô sẽ thấy ở câu C này nó có một cái chữ là next visit, là cái chuyến đi tiếp theo. Mà đây họ bảo là go before we leave, là đi đến đó trước khi mình rời khỏi đây, mà kêu là chuyến đi sau là câu C sai luôn. Vậy câu C sai, câu A sai, đáp án đúng các bạn chọn sẽ là câu B. Đây là cho những bạn không có từ vựng, thì các bạn đọc từng hàng, city không có, l, restaurant, cái nào cũng có, rồi không quan tâm. Recommended không có, l, chữ search cũng không có luôn, cũng l. Rồi, menu gì đó cũng không thấy, cũng lơ. Vậy chúng ta chỉ thấy có chữ là go before we leave. Thì ở câu C nó có. Câu C nó có cái gì liên quan là next visit gì đó, nó giống giống nè. Nhưng mà một bên là đi trước khi rời khỏi thành phố, còn một bên là chuyến đi tiếp theo, thì hai ý nó khác nhau, vậy bỏ câu C. Rồi, còn câu A và câu B. Thì câu A mình thấy discover another gì đó nó bị sai. Vậy tại sao câu B lại đúng? Với những bạn họ giỏi, họ nhìn họ thấy liền em ơi. Câu B là đề cập tới menu là thực đơn. Thực đơn trông có vẻ ngon, nếu chỉ ba chữ thôi nha. Menu looks good, tức là thực đơn có vẻ ngon. Nhưng mà chữ good value ở đây có nghĩa là cái giá trị trên nó có vẻ tốt, nghĩa là cái giá tiền em. Thực đơn đưa ra những cái giá rất là hữu nghị, rất là tốt. Thì đáp án đúng của mình sẽ là câu B, prices are reasonable. Thì cô bảo câu này nó hơi khó là vì cái từ good value các bạn phải biết. Khi nói về một cái tài chính mà người ta dùng cái chữ là good value thì các bạn hiểu là họ đang đề cập là à, cái mức độ tài chính ở đó rất tốt. Đó là nó hiểu cho giá trị tài chính đó. Thì bên này liên quan tới tài chính là tiền, tiền thì phải có giá, là câu B là prices. Thì em biết từ vựng em làm câu B sẽ dễ hơn. Mà nếu em không biết thì em làm theo kiểu cô nói, từng hàng cái nào không có lơ đi, loại hết đáp án ra sẽ ra được câu B. Rồi. À, các bạn có hiểu được câu này không? Câu này hơi khó. Hiểu kịp không em? Cô nói có nhanh lắm không? Đã kịp không? Cô cảm ơn. Xong, chúng ta qua câu thứ hai nha. Có mỗi câu này khó thôi, bốn câu sau dễ, các bạn thừa sức làm. Câu này, các bạn nào thấy nó quen quen không ta? Có ai thấy câu này quen quen không? Cái này là chúng ta đã gặp một lần trong cái đề số 2 mà cô bày cho các bạn cách đây 2 tuần đó, là chúng ta đã gặp trúng cái câu này một lần rồi. Nếu mà bạn nào thấy quen quen thì chắc là sẽ nhớ đáp án. Còn bạn nào không thấy quen quen thì tự làm đi em, làm lại đáp án nha. Rồi, và chúng ta vẫn làm theo phương pháp cũ. Hàng đầu tiên, city buses. Vậy mình cần cái chữ city và chữ bus. Vậy câu A có city có bus. Câu B không có city nhưng có bus. Rồi câu C không có city cũng không có bus luôn. Vậy câu C là sai chắc rồi. Bỏ câu C. Rồi, hàng ngang thứ hai nha. Please have ready. Này chả có gì để coi cả. Hàng ngang thứ ba chúng ta có chữ exact fare. Đó. Rồi, và chúng ta còn 2 câu A và câu B. À, bạn nào nó học qua là nó nhớ đáp án đó, mai ra đáp án rồi kìa. Rồi, cho mấy bạn mà mới học buổi đầu ngẫm ngẫm chút xíu coi tại sao bạn mai chọn đáp án là câu B nha.
giỏi đó, y thi là được, cứ làm được đáp án là tốt. Rồi, và chúng ta sẽ có cái từ mà cô đang quan tâm là exact fair. Thì các bạn sẽ thấy chữ exact nằm ở đây. Thì ở hàng câu A của chúng ta có chữ exactly. Exact và exactly là tương tự nhau, hai cái nó y chang nhau, nó chỉ là tính từ và trạng từ thôi, nhưng hai cái nó giống nhau. Cái chữ khác là bên này, một bên là chữ fair, một bên là chữ the same. Thì the same là same là giống nhau đó, cho nên cái chỗ này nó không phải rồi. Tự nhiên một bên fair là cái gì không biết mà nghe cái gì same giống nhau thấy nó hơi kỳ kỳ, nên câu A nó sai. Này, câu B thì sao? Ở câu B chúng ta không có chữ exact, nhưng chúng ta có chữ correct. Correct này cũng mang là đúng nè. Giống như làm bài đúng chưa? Correct, incorrect đó. Exact giống nhau liền mang nghĩa là đúng hết. Vậy cái fair này là cái gì? Em không biết nghĩa, nhưng em thấy có chữ correct giống chữ exact. Chữ fair với chữ money thấy nó cũng na ná nhau, đều là danh từ hết. Đáp án đúng của mình là câu B. Rồi, bạn nào đã từng học cách đây 2 tuần sẽ nhớ, chữ fair này là tiền tàu xe. Em đi Phương Trang, Thành Bưởi rồi Thảo Hồng gì, tất cả các loại xe mà các bạn đi, các bạn phải trả tiền cho họ để mình đi đó, cái tiền mua vé đó, cái đó nó gọi là fare ha. Vậy fare là tiền vé tàu, vé xe nha. Rồi, xong. Vô thi thấy quen quen là chọn được đáp án, nhanh. Còn không quen thì đọc lại ha. Rồi, câu thứ ba nha. Câu 3, câu hỏi của mình trong đề bài các bạn thấy câu hỏi nó có chữ phone nè. Hàng đầu tiên cũng có chữ phone nè. Mấy cái phone phone giống nhau vậy mình khỏi để ý đi. Mình để ý cái hàng phía dưới cho nó mau. Vậy chúng ta sẽ có là cái gì? CD, order arrived today. Rồi, vậy mình sẽ phải kiếm cái nào liên quan tới CD. Ở bên này, câu C có chữ CD nè. Vậy mình nhìn chữ CD trước coi có ok chưa? Rồi, sau đó đọc tiếp. Nó bảo là arrived today. Arrived là đến em, cái đến hôm nay. Câu C nó đang có chữ ready nè. Thấy có vẻ cũng ok, đến rồi. Nhưng trong đề bài còn một chữ but nữa. Và nó ghi là bus sold, tức là CD hôm nay đến mà bị bán rồi. Vậy câu C sẽ sai. Tại vì câu C là CD sẵn sàng, ý là có sẵn ở cửa hàng rồi. Nhưng bên bài thì kêu là CD này bị bán rồi. Thành ra câu C sai, bỏ câu C. Rồi, em còn 3 dòng cuối, đáp án là câu A hoặc câu B. Chọn giùm cô một câu đi. Rồi, bạn thu ra đáp án luôn rồi kìa. Ừ, ra hai đáp án đúng rồi đó. Rồi, vậy chúng ta sẽ có những bạn nào mà họ giỏi, họ sẽ nhìn thấy cái chữ là they really sorry là xin lỗi đó. Họ rất là tiếc, rất là xin lỗi. Thì ở câu A các bạn có apologize là xin lỗi. Hai câu này là đồng nghĩa là họ chọn ngay câu A. Đây là cho người biết từ vựng. Bây giờ lỡ mà em không biết từ vựng luôn thì em phải đọc tiếp khúc sau. Em sẽ thấy cái gì sorry, ừ bên này không có sorry và cô bà kêu lơ đi, vậy thì lơ nó đi. Vậy chúng ta đọc tiếp sẽ có gì reorder available next Monday. Vậy nếu mình đọc tiếp mình sẽ nhìn thấy chữ next Monday. Nhưng đáp án B lại ghi là later this week. Rõ ràng nó bảo là next Monday là thứ hai tuần sau mà this week là tuần này. Như vậy câu B sai rồi, bỏ luôn câu B thì mình ra câu A. Đó, em giải thích kiểu nào cũng được, hoặc là nhờ chữ sorry bảo là apologize cũng được. Mà nhờ là next Monday loại câu B cũng được, miễn sao ra câu A là giỏi. Rồi, xong, được câu đó ha. Câu số 4 nha. Rồi, giờ cô không phân tích đề nữa đâu, các bạn tự làm em ơi. Cái này mà bạn nào học 2 tuần trước là biết đáp án luôn. Tại vì nó có cái mèo mẹo giống giống nhau, nó có cái chữ gì giống á. Còn ai chưa làm thì đọc thử đi, tự làm nha, 1 phút cho các bạn làm. Rồi, bạn Luân ra đáp án rồi kìa. Các bạn khác làm thử coi đáp án có giống bạn Luân không ha. Họ đổi ý rồi luôn. Cuối cùng là ai xe vậy? Rồi, ghi nhận đáp án là câu C.
Rồi chúng ta thử thử là đa phần các bạn đang chọn câu C đây. Rồi vậy khi các bạn làm thì các bạn nhìn cái gì ha? Cái dòng đầu tiên, cái pizza place này, thật ra em không cần nhìn cũng được, tại vì nó là tên riêng thì mình không cần quan tâm đâu. Cái chỗ mà các bạn cần, mà cho dù em có quan tâm thì em cũng chẳng thấy nó đâu, không thấy thì lơ nha. Chúng ta sẽ quan tâm cái số đầu tiên là 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều. Vậy 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều thì bên này các bạn không nhìn thấy, nhưng các bạn sẽ có chữ lunch time. Lunch time là thời gian ăn cơm trưa, chính là 12 giờ tới 2 giờ đó. Rồi, khúc này cả ba đáp án A, B, C đều có lunch time, không giải quyết được. Rồi, cái tiếp theo cô sẽ nhìn trước, cô sẽ nhìn số 3 trước. Tại vì số 3 nó to, nó đập vào mắt cô trước. Các con số thường nó sẽ đập vào mắt mình trước. Mình nhìn số 3, cả ba câu đều có là ba bảng 3 pounds hết. Vậy câu này không giải quyết được. Thì cái chữ mà chúng ta cần quan tâm nó sẽ là chữ minimum. Tại vì 12 tới 2 p.m. là có rồi. 3 pounds nó cũng xuất hiện hết rồi. Thì đáp án phải nằm ở cái hàng còn lại, là chữ minimum charge. Em có thể không biết chữ charge nhưng mà em sẽ biết chữ minimum. Thì bạn nào mà từng học sẽ nhớ minimum, mini là nhỏ, maximum là bự nhất, thì minimum sẽ là nhỏ nhất. Cách đây 2 tuần các bạn có làm một cái bài, trong đó nó cho chị em là chữ at least, cũng là phần này luôn. Các bạn có chữ at least thì đáp án các bạn chọn sẽ là minimum, tức là hai bên đồng nghĩa. At least 2 hours, ít nhất 2 tuần. 2 giờ chứ quên, ít nhất 2 giờ. Có nghĩa 2 giờ là cái thời gian nhỏ nhất. Vậy thì chúng ta quay về câu này. Chúng ta có 3 bảng là cái minimum, có nghĩa là 3 bảng thì nhỏ nhất cần phải trả. Nghĩa là mình cần trả từ 3 bảng trở lên. Vậy đáp án ở câu C là đáp án đúng, là nhờ chữ minimum. Rồi, bây giờ lỡ cái bạn nào mà chưa biết chữ minimum thì sao? Nếu em không biết, em không cần làm như thế này, em làm kiểu khác cũng được. Em sẽ thấy người ta cho em là từ 12 giờ tới 2 giờ thì 3 bảng. Câu A của mình là chỉ có 3 bảng thôi. Và câu B của mình là, à quên, sao nó ra câu B trước chẳng biết. Rồi, câu B nó có chữ add thì các bạn biết add là thêm đó, mình có cái add friend đó, thêm bạn. Chỗ này đâu có gì thêm thêm đâu. Như vậy câu B sai, bỏ câu B. Rồi, ở câu A chúng ta cũng có số 3 nhưng mà nó lại là only, là chỉ có chừng đó, mà bên này không có chữ only, tức là câu A cũng sai luôn. Đó, thì nếu em không biết nghĩa thì em loại trừ câu A và câu B để ra câu C. Còn nếu em biết nghĩa thì em sẽ thấy minimum đồng nghĩa với chữ at least để ra câu C nha. Rồi. Các bạn làm đúng hết câu này là yên tâm rồi đó. Rồi câu cuối cùng nha, câu số 5 ha, của phần này. Câu cuối phần này chúng ta thử làm thử coi ha. Rồi, cái Dr. Horton gì đó thì good life là to remind you all gì đó, cái khúc này nó không quan trọng lắm. Em có thể quan tâm từ chữ Thursday lecture thôi. Làm sao cô biết nó không quan trọng để mà cô nói với các bạn? Tại vì would like là muốn, remind là nhắc nhở, ông ta nhắc, ủa vậy cái động từ đó lơ đi, mình chỉ quan tâm là ông nhắc cái gì thôi, còn cái khúc đằng trước mình lơ được. Vậy chúng ta sẽ cần chữ Thursday lecture, thì các bạn sẽ có câu A Thursday lecture, câu B chúng ta có chữ Thursday nhưng không có chữ lecture, vậy khả năng đáp án B này là bỏ được liền. Rồi chúng ta còn câu C Thursday lecture đó, giờ chọn chữ A và C. Rồi chọn giùm cô coi đáp án nào ha. À, đáp án bắt đầu khác nhau rồi kìa. Người A, người C rồi kìa. À, chúng ta sẽ kiểm tra coi là câu A với câu C câu nào đúng. Nó khác gì ở đây? Vậy thì cái hàng lecture thì cô không nói. Sau cái hàng lecture đó, hàng thứ tư các bạn sẽ có chữ là in the library this week only. Tức là tuần này thì ở thư viện. Ông tiến sĩ Hatton gì đó nhắc nhở gì đó, nôm na là Thursday lecture, bài giảng ngày thứ năm ở thư viện. Chỉ có tuần này nó ở thư viện thôi, những tuần khác nó sẽ ở những chỗ khác. Rồi có những bạn nếu biết nghĩa, bạn sẽ dịch được như cô vừa dịch, thì khi đó bạn sẽ kiếm cái đáp án nào mà liên quan tới là tuần này cái bài giảng đó của ngày thứ năm diễn ra tại thư viện thì bạn chọn. Bây giờ ví dụ vô thi, em không biết nghĩa, em lơ cái đó đi, em nhìn hàng tiếp theo. Chúng ta sẽ có chữ time là thời gian. Các bạn biết chữ change là thay đổi đó, các bạn hay có cái change background rồi change status gì của các bạn đó là thay đổi. Vậy unchanged là không đổi, thời gian thì không đổi đó. Bài giảng ngày thứ năm, thời gian thì không đổi, diễn ra ở thư viện. Vậy mình coi câu A nha.
Câu A là cần phải kiểm tra when là khi nào thì cái bài giảng bắt đầu. Nó đã bảo là thời gian không đổi mà thì cần gì phải kiểm tra thời gian nữa. Vậy câu A sai. Đáp án đúng mình chọn phải là câu C. Location, bạn nào mà dùng điện thoại định vị đó, nó sẽ có chữ location là cái vị trí. Vị trí của cái bài phòng đó, cái gọi là cái nơi mà diễn ra cái bài giảng đó, cái vị trí của cái giảng đường đó thì khác với thường lệ. Nghĩa là mọi tuần nó ở cái chỗ nó không biết mà tuần này nó diễn ra ở thư viện. Nên đáp án đúng em chọn là câu C. Ha. Rồi. Ừ, Luân nó biết A sai rồi kìa. Vậy vô thi làm cẩn thận tí nha Luân. Rồi là xong. Như vậy chúng ta vừa xong được 5 câu đầu tiên trong bài thi. Thì khi các bạn học bài á, các bạn về các bạn học bài cô bày rồi ha. Em nhớ nhìn đáp án nha. Câu số 1. Chúng ta sẽ thấy cái menu looks good value. Cái màu đỏ là cái để em học đó. Khi học bài các bạn học cái màu đỏ nó tốt hơn học cái màu xanh. Vậy các bạn sẽ có là menu looks good value thì các bạn chọn đáp án là câu B, prices are reasonable. Rồi các bạn thấy cái chỗ này cô không làm màu đỏ được nên màu vàng đó. Cái city buses gì đó thì đáp án của mình là chọn cái câu B, correct money, học lần 2 rồi. Với câu thứ ba chúng ta sẽ có cái chỗ là sorry gì đó. Sorry thì CD gì đó thì biết là à đang đi xin lỗi, chọn câu A. Rồi, câu số 4 chúng ta có cái minimum đó, minimum charge. Thì chúng ta chọn cái đáp án at least của câu C nha. Rồi, tới câu số 5, các bạn sẽ có chữ của câu 5 của mình là cái chữ library this week gì đó đó. Thì khi nào thấy library this week thì chọn đáp án của mình là câu C, địa điểm nó thay đổi, different time. Cô không nghĩ là họ sáo đáp án đâu. Cô nghĩ thường là với phần này họ sẽ ra lại y chang. Nên nếu các bạn nhìn thấy cái câu đó, cái hình đó, em sẽ biết đáp án luôn. Mà lý do mình phải học cái màu đỏ là để dự phòng. Lỡ mà họ đổi đáp án, đổi vị trí ABC, thì mình còn nhớ à, mình học library this week, thì đi với cái location difference, để em không bị sai nha. Rồi, là xong phần 1. Vậy vào thi, xác định bằng mọi cách phần 1 phải ráng đúng hết 5 câu để kiếm trọn 5 điểm, dù là đề mới hay đề cũ, đề quen hay đề không quen. Rồi, hôm nay là buổi cuối cô dạy các bạn, sau này cô cũng dạy các bạn nữa nên cô nhắc luôn. Các bạn đi thi á, các bạn có thể sẽ nhìn bài. Em sẽ nhìn bài được người bên cạnh, bên trái, bên phải, đằng trước, thậm chí một số bạn sẽ nhìn bài được của người ở đằng sau. Thì em nên nhớ phần này là phần dễ. Em vào thi em phải tin tưởng bản thân em. Rất nhiều bạn làm đúng, xong nhìn qua đứa bên cạnh, nhìn lên trên, thấy cái đứa đó mặt mày nó sáng sủa hơn mình, nó thông minh hơn mình, xong sửa đáp án giống nó, xong ra khỏi phòng thi, trời ơi, tao làm đúng rồi mà tao nhìn nó, tao sửa, tao tưởng mày hơn tao, đó. Thì chúng ta nhớ là phần này dễ, vào thi phải tin mình, làm theo cảm giác của mình trước, cái sự lựa chọn của mình trước, ra khỏi phòng thi ít nhất kêu là ừ, tại tao ngu, tao quên, nó đỡ đau hơn là mình làm đúng xong mình chép của đứa bạn nên mình bị sai nha. Rồi, xong phần 1. Phần thứ hai. Phần này thì khó hơn tí xíu xíu xíu. Một số bạn bảo là phần này khó vì em chưa quen. Em làm quen rồi em sẽ thấy nó bình thường. Hôm nay cô thấy đề hôm nay có vẻ dễ, hy vọng các bạn làm đúng. Ở phần này các bạn sẽ có được 5 người từ trên xuống dưới. Thì ví dụ như đề này là họ lấy từ đề gốc từ trong quyển sách ra, họ không có sửa tên, sửa tuổi gì hết. Nhưng mà các bạn học bài thì các bạn vẫn phải nhớ cái ý. Lỡ mà đi thi họ đổi tên, đổi hình thì mình còn làm được bài ha. Rồi, em luôn luôn sẽ có 8 đoạn từ A tới H. Chọn một trong 8 cái này để nối với con số từ 6 tới 10. Phương pháp làm là như thế này. Chúng ta đọc từng người nha. Đây, cái mục số 6 nè. Cái Mrs. Jones and her daughter gì đó. Cô gõ lại cho nó bự lên, chứ không có gì hết trơn. Rồi, chúng ta sẽ đọc cái đoạn này. Mình đọc thì đọc từ đâu? Chúng ta kiếm những chỗ nào? À, đề thi giống nhau đúng không cô? Ừ, đề thi giống nhau với em. Cả cả trung tâm cùng một đề thi em nè. Rồi, tiếp tục ha. Chúng ta sẽ có là khi các bạn làm ở phần 2 nha. Phần 2, bắt đầu đọc đề ha, đọc đề. Lúc đọc đề thì tìm các chữ nha. Các bạn sẽ cần tìm những chữ đầu tiên là chữ thích, là chữ like. Rồi, đồng nghĩa với chữ like các bạn sẽ có enjoy. Các bạn sẽ có là want, want hay đi to đó, enjoy verb in want to gì đó. Cô chỉ ghi động từ thôi. Enjoy, want. Rồi, chúng ta sẽ có be interested nha. Cô không ghi hết cụm từ đâu. Interested đi với in, excited đi với about, keen đi với on, fun đi với up. Rồi, gì nữa ta? Be excited about, keen on. À, còn một cái là be into nữa. Một cái từ mới sau này.
Là có thêm một cụm từ nữa là be into, là từ mới. Tuy nhiên là cô thấy ít khi nào mà trong phòng thi họ ra cái chữ into đấy các em lắm, nó khó xài lắm. Được, thì đa số trong phòng thi không có bị mấy chữ đó. Rồi chúng ta sẽ có một chữ là cần, need, tìm kiếm, hoặc là search for, rồi mong đợi, hopes. Rồi đây đây là những chữ mà các bạn nên nhìn vào để các bạn tìm. Thật ra nhìn nhiều vậy thôi, em không cần học thuộc lòng đâu em nhớ mang máng là được. Khi mình vào thi đọc đề phần này, mình sẽ kiếm những cái gì liên quan tới cái người ta muốn, người ta thích và người ta cần. Vậy thì muốn là want, cần là need, thích là like, enjoy, rồi mấy cái cụm từ lạ lạ của mình, hy vọng, tìm kiếm này nọ, những cái chữ mà nó lạ lạ. Nhớ được thì nhớ, không thì thôi, mà để nó có khó lắm đâu. Vậy mình nhìn vào câu số 6 của mình nha. Cái câu đầu tiên nè, nhìn 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 không có liên quan gì hết trơn, không có liên quan gì hết trơn. Cái chỗ mà mình cần nhìn nó sẽ bắt đầu từ cái chữ like của cái dòng thứ tư đó. Các bạn có chữ like thì các bạn sẽ phải nhìn tìm nhanh từ cái đoạn đó cho nó dễ. Nhưng mà đây là cô sẽ ghi kỹ cho những bạn mà họ cẩn thận, họ đọc từng hàng. Thì họ sẽ có là hai mẹ ưng mẹ con này sẽ đi vào thành phố trong một ngày, a day in town. Có những bạn họ có từ vựng, họ sẽ dịch ra. Thành ra cô phải ghi hết từng cái cho những bạn giỏi để họ biết đường ha. Chúng ta có a day in town, một ngày trong thị trấn. Xe buýt sẽ đến đó vào lúc 10 giờ, at 10 o'clock. Và tiếp theo, họ muốn uống cà phê, have coffee trước khi đi mua sắm. Rồi, vậy sau khi em gạch tùy em à, có những bạn gạch bốn cụm từ như cô, a day in town, at 10 o'clock, coffee before shopping. Có bạn không gạch bốn cụm từ mà chỉ gạch cái cụm là coffee before shopping. Có bạn thì gạch nhiều hơn, thì tùy các bạn gạch bao nhiêu là do khả năng của em. Nhưng những cái thường người ta sẽ gạch đầu tiên là con số. 10 ở đây là số 10 đó. Thay vì viết số 10 em thấy liền thì nó viết cái chữ ra đó. Số 10 là cái phải gạch. Tiếp theo là cái muốn muốn đó. Like like cái gì đó thì coffee shopping. Rồi, sau khi mình gạch xong, mình sẽ tóm lại là uống cà phê rồi đi mua sắm tận lúc 10 giờ trong thành phố, là hết bốn ý của mình. Uống cà phê, đi mua sắm trong thành phố 10 giờ. Bắt đầu em sẽ đọc hết tất cả những cái đoạn nào sau, 8 đoạn. Em tìm cái đoạn nào có uống cà phê đi mua sắm 10 giờ trong thành phố là ra đáp án. Vậy bây giờ chúng ta coi câu A. Nhìn vô, nhìn grep từ trên xuống dưới, cô sẽ nhìn cái nào nổi bật với cô trước. Cô nhìn con số trước. Vậy con số này là 10 giờ là ok nè, 10 giờ mở cửa, vậy cái này được. Rồi bắt đầu nhìn lên trên, có nó có cái gì à, cái địa điểm này sẽ là một cái restaurant, một cái nhà hàng, nhưng gọi là top class restaurant, tức là nhà hàng gọi hạng sang đó em, gọi là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất của thị trấn đó, là top class restaurant đó, nhà hàng hạng sang. Đi uống cà phê mà vô nhà hàng hạng sang thấy có vẻ hơi sai sai nhỉ. Rồi thôi, rồi đọc tiếp coi nói gì nữa đây. Hàng ngang thứ hai chúng ta lại có con số, ok, con số là chữ 7 đó, 7 km. Cái này đang trong thành phố mà làm gì chạy ra ngoài tới 7 km. Đáp án này thấy là có vẻ sai sai rồi, nhưng mà mình chắc ăn, mình kiếm tiếp. Đọc tiếp nha. Hàng tiếp theo cái gì, chữ không lạ quắc vậy. Hàng tiếp theo có chữ English food, là liên quan tới đồ ăn. Nó đang đi tìm cà phê mà. Cái này là nhà hàng rồi 7 km rồi thức ăn, là thấy đáp án này sai, bỏ ngay câu A. Rồi lỡ rồi mình gạch cho hết luôn, gạch để lát làm bài cho nó mau với em gạch lần đầu tiên gạch kỹ, gạch hết các cụm mà em cho là quan trọng, em gạch hết đi. Vậy sau cái hàng English food này, nó còn có thêm một cái comfortable setting, tức là cái vị trí ngồi đây, bàn sắp xếp rất là dễ thương, cái view nó dễ thương đó, gọi là comfortable setting đó, vị trí ngồi rất là ok. Có tiếp large garden rồi children place area gì đó, mình cứ gạch đi không hiểu cũng được, gạch là xong. Rồi bỏ câu này vì không có chữ cà phê. Câu số 2 nha, cái B. Cái này mình bỏ được câu B nè, tại vì thời gian là từ 12 giờ. Trong khi ngữ cảnh của mình là tới lúc 10 giờ, cái này 12 giờ bỏ chắc rồi. Rồi, bỏ câu B, nhưng vẫn gạch chân nha, gạch để lát đỡ mất công gạch. Rồi, vậy chỗ này nó là một nhà hàng Trung Quốc nha em, Chinese restaurant ha. Nó có thức ăn của Trung Quốc nè, giá rẻ, low prices, có giá rẻ ha. Rồi nó có mình là atmosphere warm and friendly gì đó, rồi cái gì noisy, rồi cái gì reasonable service, rồi cái gì near city center car park gì đó, cứ gạch không cần hiểu đâu. Rồi qua câu C nha. Cái C nhìn thời gian bỏ tiếp, 11:30 mà. Rồi lại bỏ đáp án C, gạch cho bà cô ở vui lòng. Gạch cái gì đây, chúng ta có là self service vegetarian cafe. Cái này có chữ cà phê nhưng thời gian là 11:30 nên mình bỏ đó. Rồi cái gì home cooked food, rồi cái gì dessert, rồi cái gì lunch time, rồi office worker, rồi gì đó value gì đó, cứ gạch vậy đi. Rồi đã tính
Câu D, chúng ta sẽ có mở cửa từ 9 giờ. Ừ, cái này ok, coi được. 9 giờ là có thể chấp nhận được. Ở đây nó có cái gì? Nó cho mình là tea, coffee. À, xong. Có cà phê. Có 9 giờ là ok nè. Có gì nữa? Nó còn cho mình thêm cakes and pastries là được ăn nhẹ nữa. Ăn bánh, ăn mấy cái đồ, mấy cái bánh cookies, rồi mì, rồi nè. Vậy đó, những cái món nhẹ nhẹ nè. Họ lại cho mình là perfect for refreshing rest, tức là nếu mà em muốn nghỉ ngơi đó, rest là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thì rất là ok. Rồi lại có phòng chơi game cho trẻ con nữa nè. Rồi vậy cái này có vẻ ổn. Hai mẹ con vào thành phố vào ban ngày, xe buýt tới lúc 10 giờ. À, muốn uống cà phê trước khi mua sắm. Vậy thì thật ra bây giờ uống cà phê được, 10 giờ là tới, là mở cửa rồi, ăn cũng được luôn. Mà ví dụ con có muốn chơi cũng được, mẹ muốn nghỉ ngơi cũng được. Nhìn là thấy đáp án D có vẻ ổn thì mình tiếp tục để đó đã nha. Khoan chọn nha, tại vì đây là câu số 6, em còn một loạt cái đằng sau, lỡ đằng sau nó có cái nào hay hơn sao? Để đó. Rồi, đi tiếp nha. Câu E. Ở câu E của chúng ta thì có một cái nhà hàng. Nhà hàng này thì mở cửa lúc 11 giờ là sai của cái câu 6 rồi đó. Rồi, nó lại gặp tiếp quick inexpensive meal gì đó, rồi English food gì đó, rồi vegetarian menus, rồi hot dishes, salad á, những chữ này là gặp vậy thôi, không cần hiểu đâu. Lát sẽ quay lại sau. Rồi, tới câu F ha. Bernini của mình ha, 6 giờ tối. Rồi, sai nữa rồi. Italian restaurant nè. Rồi cái gì first class food service, close city center parking gì đó. Rồi, xong. Tiếp theo, câu G. Chúng ta sẽ có là midday. Các bạn phải nhớ được midday. Chỉ mid là ở giữa đây, in the middle ha. Vậy mid là ở giữa, day là ngày. Midday tương ứng với là 12 giờ trưa. Nó gọi là giữa trưa đứng bóng đó. Dễ sợ chưa, tôi đang giảng bài mà có đứa nó ra hết đáp án rồi. Vậy giỏi quá. Và chúng ta sẽ có là midday là bằng 12 giờ trưa. Và các bạn sẽ có midnight là bằng với 12 giờ đêm đó, là 0 giờ 00 của mình đó. Vậy thì cái cửa hàng này mở từ 12 giờ trưa tới 12 giờ đêm, là thấy câu này sai rồi. Rồi lại tiếp tục gạch 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 theo ý của cô, cứ gạch thôi, cứ mỗi hàng gạch năm ba chữ cũng được. Rồi câu hát đáp án cuối cùng của mình là từ 12 giờ tới 20 giờ, chắc chắn sai nữa rồi. Vậy thì sau khi mình coi hết tất cả đáp án, chúng ta sẽ chốt lại đáp án câu số 6 là 6 giờ là dành cho câu D, vì có cà phê mở cửa 9 giờ có thể nghỉ ngơi được, là ra câu 6D nha. Rồi kiểm tra coi các bạn làm câu 6 nào. Rồi 6D đúng rồi nè, giỏi nè. Rồi ra được hai câu 6D. Rồi chúng ta chuyển qua câu 7 nha. Em cứ làm từ từ thôi, không sao, biết phương pháp là được, làm như các bạn vừa làm là giỏi đó. Rồi, câu 7, mình lại kiếm cái gì want want gì đó đây. Đây, và chúng ta sẽ có cái sau cái chữ want là dòng thứ ba. Vậy họ muốn cái gì? A meal, restaurant, ăn cơm ở nhà hàng. Và nó phải suitable for small children, tức là phải có nhà hàng mà có trẻ con. Rồi còn một cái lai lai này em ơi, sit outside. Vậy chỗ này chúng ta có ba ý cần nhớ. Cái đầu tiên là ăn nhà hàng, cái thứ hai là trẻ con, và cái thứ ba là ngồi được ở ngoài trời. Vậy em kiếm trong tất cả từ câu A tới câu H, bỏ câu D, kiếm cái nào có chữ nhà hàng, có chữ trẻ con và có liên quan tới ngồi ngoài trời thì em chọn đáp án cho câu 7. Rồi, các bạn coi thử coi, A có dùng được không? Cô mở từng cái cho các bạn nhìn nha. Sang nó ra đáp án luôn rồi kìa. Rồi, đây là câu A nè. Vậy mình nhìn lại với những chữ mình đã gạch chân. Mình nhìn coi câu A nó có chữ restaurant. Nhưng nó có chữ children's luôn em mà, nó có children's nè. Nhưng mà nó có luôn cả cái comfortable setting nè. Vậy câu này thấy có vẻ ổn. Có restaurant, có comfortable setting, có children là được. Nó chỉ bị mỗi một cái vấn đề duy nhất là nó 7 km từ thành phố, ở trong thị trấn. Mà trong câu đề bài nó là in town, cho nên chỗ này đi ra hơi xa. Thì mình thấy thôi câu A cũng được, nhưng mà để xem lại coi có đúng hay không, từ từ lỡ còn câu khác sao. Rồi câu B nha. Câu B của mình là có chữ restaurant ngay trong tiêu đề, không có chữ children, không có chữ outside là ngồi ngồi gì hết. Vậy câu B sai. Câu C ha, chúng ta sẽ không có chữ restaurant, tại mình nó là quán cà phê. Câu C sai rồi. Câu E có chữ restaurant. À, nó có cái miu miu gì đó, nhưng mà không thấy cái gì cho trẻ con hay là ngồi ngồi. Vậy câu E sai, bỏ. Câu F cũng có restaurant, không có children, không có chỗ ngồi. Câu F bỏ luôn. Câu G, câu G là cái coffee bar, nó không phải nhà hàng. Vậy câu G sai chắc rồi, bỏ. Rồi câu H là câu mà bạn Sang đưa ra đáp án lúc nãy nè.
Mình coi thử coi, cái này là restaurant đúng nè. Nó có Park of Town là ngay gần thị trấn luôn đó, ngay trong trung tâm thị trấn luôn. Rồi, nó lại có là Table in the Garden for Sunny Days, ngồi ở trong vườn vào ngày nắng, tức là ngồi ngoài trời đó. Rồi, có là cái gì? Special prices for children này, cho trẻ con nè. Đó, rồi có thức ăn ngon, dịch vụ có hơi chậm nhưng mà đồ ăn ngon này nọ. Vậy chúng ta thấy ok, giữa đáp án A và đáp án khác thì câu A tốt hơn, à, câu H tốt hơn. Tại vì câu hát là vừa ngoài trời, vừa nhà hàng, vừa có cho trẻ con mà lại còn có ngay trong thị trấn. Còn câu A thì nó bị xa tới 7 km rồi nha. Rồi, câu số 8 thì sao? Tìm cái one one tiếp. Vậy hàng ngang thứ ba chúng ta sẽ có là have a snack, là ăn nhẹ, ăn lỡ đang kiểu là ăn 4 giờ hoặc là 10 giờ sáng đó, ăn nhẹ trước khi đi xem phim vào buổi tối. Vậy các bạn phải nhớ là mình xem phim vào buổi tối, tức là sau 5 giờ chiều đó. Vậy là ăn nhẹ trước khoảng tầm 3-4 giờ gì đó, trước 5 giờ chiều ha. Rồi thêm một cái nữa là có chữ king. Chữ king là cái chữ lúc nãy cô có nhắn cho các bạn đó. Bạn này thích đồ ăn, của Anh, English food, đồ ăn của Anh. Và cái cô bạn còn lại là Linger thì không ăn thịt. Vậy chúng ta cần phải không ăn thịt, tức là ăn chay đó, ăn rau. Vậy chúng ta cần kiếm một cái chỗ nào mà có thể ăn được khoảng tầm 3-4-5 giờ chiều, có đồ ăn của người Anh và có đồ ăn cho những người không ăn thịt, tức là ăn rau, ăn này nọ. Rồi, kiếm đáp án nha. Bỏ câu câu D với câu H đi ha. Ừ, nó kiếm ra rồi, mẹ dễ sợ luôn. Rồi, sửa thử có phải câu E không nha. Đáp án này là câu E ha. Vậy câu A, câu A của mình á, là thời gian không hợp lý, 2 giờ đóng cửa, 7 giờ mở cửa lại. Câu A bỏ. Rồi, câu B cũng có thể tạm tạm chấp nhận được, là 5:30 mở cửa nè, là có thể chấp nhận được. Coi thử có nó nói gì đây. Cái này là nhà hàng mà, đồ ăn Trung Quốc nè, Chinese mà. Rồi câu B bỏ. Câu C, 2:30 là không được, bỏ. Rồi, câu E, thời gian từ 11 giờ tới 10 giờ đêm, thời gian này ok. Chúng ta sẽ có là quick inexpensive meal, rất là ăn nhanh mà rẻ tiền. Có đồ ăn của người Anh, English food. Rồi có thêm rau, vegetarian này là cái chữ người ăn chay đó. Các bạn có chữ, các bạn hay kêu vegetable đó. Vegetables, đây là rau ha. Thì từ cái chữ này, các bạn thay cái chữ cuối đi, thay vì bồ thì các bạn chuyển thành chữ vegan, thì các bạn sẽ ra thành là người ăn chay. Đó. Rồi thì các bạn, cái này là viết viết tắt, thành người ta hay viết thành chữ vegan đấy, là viết tắt của chữ vegetarian đó, là lấy cái chữ V với đầu với chữ N với cuối đó. Đó, rồi. Vậy chỗ này là ăn đồ ăn được nè, có đồ ăn chay nè, thời gian hợp lý nè, ăn nhẹ, hot dishes và salad ăn được. Vậy đáp án hợp lý của mình là câu 8E. Rồi, muốn chắc ăn thì kiểm tra thêm câu F. Câu F thời gian không hợp lý, bỏ. Câu G, thời gian thì được nhưng mà không có đồ ăn của Anh mà là đồ ăn của Ý. Này là Italian coffee mà liên quan tới đồ Ý rồi, bỏ. Rồi, xong. Câu 9 nha. Câu 9 các bạn sẽ có tìm cái muốn muốn gì đâu. Đây, chúng ta sẽ có muốn muốn là a restaurant near his office in the city center. Bạn nào giỏi sẽ đọc hết khúc trên. Nôm na là dinner, đi ăn, dẫn một cái ông đối tác kinh doanh đi ăn tối, thảo luận về hợp đồng. Đây là nếu em biết nghĩa, em không biết nghĩa thì em lơ đi. Em chỉ cần biết là ăn ở nhà hàng gần văn phòng trong trung tâm thành phố. Và một cái quan trọng nữa là thức ăn và dịch vụ thì phải thật là tốt. Rồi, vậy mình kiếm cái nào mà là nhà hàng, trung tâm thành phố, đồ ăn và dịch vụ đều tốt là chọn thôi. Rồi, đáp án đâu? Rồi, có đáp án rồi kìa. Rồi, cô sửa đáp án thử nha. Và chúng ta sẽ có câu A của mình nè. Thời gian của câu A thì được. Có nhà hàng ở đây, có đồ ăn của Anh nhưng mà nó không có đề cập gì tới thức ăn có ngon. À, có em ơi, thức ăn ngon. Đó đang có là cái ông đầu bếp này, ông ta đã được đồ ăn ngon nhưng mà không có thấy cái dịch vụ gì hết. Nên câu A này có, chưa chắc là đáp án đúng, để lại. Rồi, câu B, thời gian vẫn được. Nhưng mà trong này người ta lại kêu gì, warmly friendly, rồi nó có cái reasonable service, là dịch vụ thì là dạng tạm được. Reasonable là chấp nhận được, có nghĩa là không quá tốt mà chấp nhận được. Rồi câu B cũng gác lại đi, lỡ chưa đúng đâu. Câu C, thời gian là sai rồi, bỏ. Câu F, thời gian chỗ này được. Chúng ta có một nhà hàng high quality, là nhà hàng chất lượng cao. Họ đang cho mình là first class food and service,
Tức là thức ăn và dịch vụ là hàng đầu đúng không em? Gọi là first class luôn, hàng đầu rất là tốt. Nó lại ngay trung tâm thành phố, có luôn cả bãi xe. Vậy đáp án chỗ này là phù hợp cho câu 9. Nhà hàng, trung tâm thành phố, thức ăn và dịch vụ tốt là đạt tiêu chuẩn của nhà hàng này rồi. Là mình ra câu 9F ha. Rồi, bạn nào muốn chắc ăn thì kiểm tra thêm câu G. Thì câu G em không thấy cái dịch vụ đâu, nên câu G nó sai. Rồi, câu cuối cùng, câu 10. Lại kiếm cái gì muốn muốn. Vậy chúng ta sẽ có là go out thì đi ra ngoài thì kể đi. Chúng ta quan tâm cái late night meal. Night là ban đêm, late là ăn khuya đó em, là ăn trễ đó. Ăn khuya này là thường khoảng tầm sau 9 giờ đêm. Khi đã gọi là late night tức là ăn khuya 9 giờ, 10 giờ bụng tới đó đi ăn gì đó. Rồi sau 9, 10 giờ đêm nha. Vấn đề tiếp theo là don't have much money, không có nhiều tiền. Và một cái quan trọng nữa là don't like English food, không thích đồ ăn của người Anh. Vậy chúng ta phải đi kiếm cái nào mà ăn khuya được, mà không có nhiều tiền, mà cũng không thích đồ của người Anh. Rồi các bạn kiếm đáp án là các bạn sẽ ra. Cô đang thấy một đáp án là câu B, chúng ta kiểm tra thử nha. Ở câu A là đây là top class, là nhà hàng hạng sang rồi mà lại xa thành phố nữa, câu A là không hợp lý rồi. Cái này liên chắc phải nó mắc lắm, top class là dạng đắt tiền lắm, câu A bỏ. Rồi, câu B đây chúng ta có thời gian là 2 giờ sáng. 2 giờ sáng tức là muốn khuya mấy cũng được tới 2 giờ, thấy có vẻ hợp lý nè. Ở đây không có đồ ăn của Anh nha. Ở câu A còn là English food chứ còn là bỏ đó. Câu B là đồ ăn Trung Quốc, có thêm một cái low prices, đồ ăn Trung Quốc giá thì rẻ, thân thiện, rồi có bãi đậu xe gì đó. Vậy đáp án của câu 10 là câu B là thấy có vẻ hợp lý. Rồi, đi coi tiếp nha. Câu C ha. Ở câu C là sai giờ, bỏ. Ở câu D tới 12 giờ đêm, cái này 12 giờ đêm cũng là late night được. Ok, coi có chuyện gì. Ở đây là dạng quán bar cũng được đi, đồ ăn cũng là Ý. À, ở đây nó có light snacks, mấy cái món ăn nhẹ, đồ uống nhẹ của Ý, không khí thân thiện phù hợp cho người trẻ khá là ồn. Thì chỗ này nó không được đúng lắm, tại vì người ta đang muốn là một cái late night meal, tức là một bữa ăn. Bữa ăn đó nó phải no, thường bữa ăn của người nước ngoài phải có 3 món. Cho nên cái này mà snack chỉ là ăn nhẹ thôi, thấy chỗ này có vẻ không hợp lý lắm. Vậy giữa cái câu B với câu G thì câu B nó hợp lý hơn, tại vì nó cũng là có giá tiền rẻ, nó có dịch vụ ok, nó đồ ăn Trung Quốc gì đó, mọi thứ nó tốt. Nó tốt ở chỗ là nó là food, phục vụ thức ăn, chứ không phải chỉ có mấy cái đồ ăn lặt vặt đó. Rồi em chọn đáp án của mình là câu 10, là câu 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 B của mình sẽ tốt hơn nha. Đó các bạn nhớ lưu ý ha, chỗ này của mình câu 10 nó bị nhầm giữa câu G với câu B đó. Thì ở câu G cái sai duy nhất của câu G chỉ là vì chữ snacks ở hàng thứ hai thôi. Light snacks là mấy cái món ăn nhẹ đấy em, ăn giống như kiểu khoai tây chiên nè, rồi cái gì hamburger, rồi những cái thứ mà thật thật là nhẹ. Mà đề bài người ta lại muốn ở đây là họ muốn late night meal, một bữa ăn đàng hoàng, cho nên câu G nó bị sai. Và chúng ta ưu tiên chọn câu số B vì câu B là có phục vụ thức ăn, là những cái đồ ăn no được ha. Rồi là xong. Vậy các bạn sẽ ra được hết 6 câu. Thì cô dặn lại lần nữa, khi các bạn vào thi, các bạn không có được viết bên hông như cô đang viết nha. Em viết như thế này là em viết nháp thôi. Bài em nộp, em phải viết vào cái khung mà người ta chừa cho các bạn đó. Thì các bạn sẽ viết vào trong cái khung là DHEFB cho nó đúng á ha, để người ta chấm điểm. Chứ không nói là các bạn viết ở trên kiểu này nè là người ta không có thấy, là em mất điểm đó. Rồi, có một cái sự ngẫu nhiên nữa là cái bài mà cô sửa cho các bạn cách đây 2 tuần, đáp án cũng là DHEFB. Đáp án ngày hôm nay nó cũng giống như vậy luôn em. Cái này là ngẫu nhiên thôi. Thì vô thi các bạn đừng có đi học DHEFB, lỡ người ta đổi đáp án đó. Nhưng các bạn học, các bạn phải nhớ là học như ý. Ví dụ như mình có là late night, là ăn khuya, thì mình chọn đáp án là 2 giờ khuya. Tới cái chữ B là cái 2 giờ khuya. Là mình nhớ, cứ vô thi late night thì biết chọn đáp án 2 giờ khuya là nó khỏi bị sai. Rồi tương tự như vậy, ở câu 9 chúng ta đang có là gì? Nhà food and service must be excellent đó, đồ ăn dịch vụ phải ngon. Vậy thì mình nhớ cái đáp án của mình là cái câu F của mình, cái chỗ mà high quality đó. Rồi cái gì first class food service, em học những cụm từ như vậy để vô em làm em không bị sai nha. Chứ lỡ họ đổi đề đó, là kẹt cho các bạn. Rồi,
Vậy thì mình thấy là phần này nhìn nó vậy thôi, chứ chậm chậm đọc từ từ là làm ra. Thấy nãy giờ nó làm cho cô 5 câu, nó đúng hết 4 câu rồi đó. Nên cố gắng vô thi mà gặp bài quen thì đúng hết 5 câu nha. Mà bài là lạ thì ráng đúng 4, 5 câu. Rồi, bài thứ ba. Với bài thứ ba này thì chúng ta sẽ có một cái bài đọc. Sau đó các bạn sẽ có các câu hỏi. Thì phương pháp là đọc câu hỏi trước rồi quay lại cái bài đọc tìm đáp án. Rồi, câu số 11. Hầu như cái đề nào nó cũng là cái câu này hết á. What is the writer trying to do? Đề nào hầu như nó cũng ra câu này. Thì người ta hỏi em là cái người tác giả họ muốn làm cái gì trong cái bài này. Và em muốn biết họ muốn cái gì thì em phải đọc lướt thật là nhanh từ trên xuống dưới để em biết họ muốn cái thứ gì. Bây giờ mình đọc đáp án trước cho nó nhanh. Đáp án câu A của mình là họ sẽ đưa ra quan điểm về một học sinh đặc biệt nào đó, chỉ một học sinh đặc biệt nào đó thôi, tức là phải có một cái đứa nào có tên tuổi rồi phải nói là nó là đặc biệt thế nào, nó cá biệt quê quán ở đâu gì đó, là câu A. Rồi câu B là đưa ra ý kiến về một cái loại hình giáo dục. Loại hình giáo dục có nghĩa là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, cao đẳng này nọ, hình giáo dục đó. Rồi tới câu C là mô tả cái hoạt động làm trong thời gian rảnh, là đi chơi câu lạc bộ rồi đi chơi thể thao rồi đi gặp gỡ sinh hoạt gì đó, là dạng là các hoạt động. Và câu cuối cùng, own experience, là trải nghiệm riêng, cái trải nghiệm đi học của người đó, nghĩa là phải kể là hồi xưa tôi đi học là sao, tôi bắt đầu là tôi học cấp 1 sao, cấp 2 sao, cấp 3 sao, đại học sao, thì nó là câu D. Vậy thì em tìm cái ý nào mà từ trên xuống dưới nó nói về các cái ý này em chọn. Và chúng ta nhìn cái bài ha, câu đầu tiên nha, tuần trước tôi đi đến một cái trường cao đẳng đó, tên là Atlantic. Rồi, cái này là mới nói cái trường chưa giải quyết được gì hết. Sau đó mình đọc tiếp, mình thấy không có gì hết. Tới cái hàng thứ ba có chữ students. Chữ students họ đang thêm S. Các bạn nhìn đoạn thứ hai, các bạn cũng có chữ students đang thêm S. Chữ đoạn cuối cùng cũng có chữ students thêm S. Tức là ở đây không nói về một học sinh mà nói về những đứa học sinh. Vậy câu A sai, bỏ câu A. Rồi, tiếp tục, chúng ta coi tiếp sau với students có cái gì? 16, 18 không liên quan, bỏ qua. Hàng tiếp theo, hàng thứ năm mình có chữ activity. Mình có chữ activity nhưng nó là afternoon. Trong khi đề bài của câu C lại là free time, mà bên này là afternoon. Vậy câu C sai, rồi bỏ. Rồi, nhìn tiếp coi, phía dưới này cái gì tiền, tiền, tiền là không liên quan rồi, bỏ. Rồi, xuống dưới này chúng ta có một câu là I really admire. Rồi cái gì, nó, đây là lấy một người để nói. Nhưng trong này có rất nhiều người và đoạn nó cũng giải quyết gì được hết. Chúng ta có câu cuối cùng, đoạn cuối cùng. Tóm lại, cái trường này nó cho học sinh cái nền giáo dục rất tốt. Vậy bây giờ em bỏ được câu A, tại vì không phải là nói một học sinh, câu A bỏ. Các bạn bỏ được câu C, tại vì cái free time là sai. Các bạn phải chọn giữa câu B và câu D. Mà em nhìn lại đi, cả bài không có kể, chỉ có một chữ A duy nhất. Một cái đoạn này là có chữ A, từ đoạn thứ ba là có chữ A thôi. Chứ không có kể là tôi đi học cấp 1 làm sao, cấp 2 làm sao, cấp 3 làm sao. Vậy câu D cũng không đúng. Đáp án đúng nhất của mình là câu B, là nói về một cái trường cao đẳng đặc biệt nào đó. Ha. Rồi. Vậy câu 11 là đáp án B nha. Nhớ cẩn thận, đáp án D là nói về trải nghiệm riêng của người đó. Có nghĩa là ngày xưa tôi đi học cấp 1, tôi học rất giỏi. Cấp 2 tôi học không giỏi lắm. Cấp 3 tôi hay bị giáo viên đánh. Đi học đại học rất vất vả, là phải kể nguyên một cái hành trình cuộc đời của mình thì mới gọi nó là câu D. Hoặc ít nhất trong bài nó phải kêu là đây là nơi tôi từng học thì mới là câu D được. Còn đoạn này em để ý em không thấy những cái thông tin đó. Em chỉ thấy cuối cùng họ kêu cái trường này thế này thế kia thế nọ rồi tiền rồi cái gì đứa sinh viên nói cái gì đó rồi kết luận là trường này cho sinh viên một nền giáo dục tốt, thì đáp án đúng của mình là câu B nha. Rồi em ơi, nãy giờ các bạn có nghe được không, có bị cà ngắt lắm không, có hiểu kịp không em? Dạ nghe rõ cô. Ok em, rồi xong ha. Vậy chúng ta qua tiếp câu số 12. Ở câu số 12 thì người ta hỏi các bạn á là lúc nãy là tác giả, bây giờ là mình đọc cái bài này thì mình hiểu được cái điều gì. Vậy câu A, nhớ để ý mấy từ hỏi nha. How to become, làm sao để trở thành một sinh viên trường này, giống như là làm sao để có thể trở thành một sinh viên của trường FPT chẳng hạn, điều kiện đầu vào là gì, thì nó là dạng câu A. Rồi, câu B, what kind of program, những cái chương trình ở công trường này, có nghĩa là em vào trường em làm gì, em học như thế nào, ngoài giờ học em làm những cái gì, là câu B.
Rồi, câu C chúng ta sẽ có là cái nền giáo dục của Anh nó ra sao? Có nghĩa là nền giáo dục Việt Nam như thế nào, nền giáo dục của Anh làm sao, gồm có mấy cấp, rồi đi học bao nhiêu tuổi, đi thi cái gì đó, là dạng câu C. Và câu cuối cùng là làm sao để mà hòa hợp với người khác, get along with là hòa hợp nha. Các bạn nhớ cụm từ này để khi thi nói hay bị hỏi. Người ta hay hỏi là do you get along with your sister, brother? Thường là hay hỏi câu này, là câu này mang nghĩa là hòa thuận. Rồi, hòa hợp là cụm từ là get along with ha. Em có hòa thuận, hòa hợp với anh chị em trong nhà không? Họ sẽ hỏi là do you get along with your brother or sisters? Đó, là dạng câu đó thì nhớ chữ đó ha. Rồi, trở lại chuyện của mình ha. Vậy thì mình sẽ có là làm sao để trở thành sinh viên, các chương trình, những cái việc mà người ta làm ở cái trường đó, giáo dục của anh, và cuối cùng là làm sao để hòa thuận với nhau. Vậy câu đầu tiên các bạn vô các bạn nhìn thấy sẽ có chữ Wales. Thì bạn coi hai đá banh là biết đó, Wales là khác mà Anh là khác. Ở đây là Wales chỉ là xứ Wales thôi, nó là một cái khu vực của Vương quốc Anh chứ nó không phải là toàn bộ cái nước Anh. Vậy câu C bị sai. Câu C bây giờ nếu em không biết nghĩa thì em có thấy câu C là British mà bên mày là chữ Wales thì câu C nó cũng sai, nói kiểu nào nó cũng sai. Rồi, tiếp theo chúng ta đọc tiếp chúng ta thấy cái gì? Nó sẽ có mình là có sinh viên nè, là của câu A đó, làm sao để trở thành sinh viên của trường đó. Thì nó sẽ cho mình là sinh viên, tuổi là từ 16 tới 18, khắp nơi trên thế giới, hoàn toàn không nói yêu cầu. Tức là mình chỉ biết là trường này dành cho học trò từ 16 tới 18 tuổi, nhưng không hề nói là yêu cầu đầu vào là IELTS mấy chấm, thể lực như thế nào, hoàn cảnh gia đình làm sao. Đoạn này không nói, vậy câu A sai rồi, bỏ luôn câu A. Rồi, mình đọc tiếp coi nó nói cái gì nữa. Nó sẽ nói mình đó là học sinh đó sáng thì học. Morning là studying nè, sáng thì học. Chiều á thì sẽ tham gia mấy cái hoạt động như là đi giúp ở trên nông trại rồi chăm sóc người rồi cái gì kiểm tra ô nhiễm gì đó đó. Vậy thì ở đây là họ sẽ đề cập cho mình những cái hoạt động mà người ta làm. Sáng thì học chính quy, còn buổi chiều ngoài giờ học thì phải tham gia một cái hoạt động nào đó. Rồi, vậy trong đáp án câu A mình bỏ được, câu C mình bỏ được, các bạn còn câu B và câu D. Nhưng mà cái bài này nó đang đề cập cho mình là những cái hoạt động người ta làm, chứ không có đề cập là làm sao để hòa thuận với nhau, kết bạn với nhau thì không nói. Nên đáp án đúng của mình sẽ là câu B nha. Rồi, hai câu B rồi nghe, 11B, 12B ha. Câu số 13 ha. Câu 13 thì người ta hỏi là cái quan điểm của tác giả về cái trường này là gì? Câu A, doesn't allow, tức là not name, không đó, enough study time, không đủ thời gian học. Cô không dịch nhiều đâu, cô chỉ biết doesn't là not, enough là đủ, study time là thời gian, không đủ thời gian học. Tức là kiểu là đi học thời gian, giống như ở Đà Lạt mình, ở Việt Nam mình đó, học cả ngày sáng chiều thì nhiều, còn chỗ này học không đủ, học ít quá thì chọn qua. Rồi, ở câu B, taught là cột 3 của động từ teach, tức là học sinh được dạy là phải thích nhau. Rồi tới câu C, không có cái good value. Good value lúc nãy mình vừa nói là những cái liên quan tới giá tiền đó, cái tài chính tốt đó. Vậy chỗ này là không đưa ra được những cái tài chính tốt. Rồi tới câu D, chúng ta sẽ có là ways of teaching is successful. Way of teaching là cách dạy. Dạy thì rất là thành công. Và em sẽ phải đọc lại cái bài đọc, kiếm cái chỗ nào mà có quan điểm của cái người viết á, để coi họ nói như thế nào. Rồi, vậy thì những bạn mà nó giỏi giỏi là nó nhìn vô nó biết ngay là cái câu quan điểm là câu cuối bài. Tại vì nãy giờ mình làm mấy câu kia mình thấy ở trên nói xì la xì lô không à. Tới câu này thì biết đó là quan điểm nè. Thì những bạn mà họ giỏi họ nhìn vào đây, họ sẽ biết đáp án nằm ở trong câu cuối. Vậy thì người ta sẽ cho là excellent in education, giáo dục xuất sắc. Tại sao có cái xuất sắc? Nó sẽ có chữ methods which really seem to work, tức là những cái phương pháp thì hiệu quả. Vậy thì trong mấy cái đáp án A, B, C, D của mình sẽ thấy cái chữ way là phương pháp, nó đồng nghĩa với chữ methods, thì họ sẽ chọn đáp án của mình là câu D. Đó là cho cái bạn mà họ vừa nhìn vô họ tin ý là họ chọn ngay được câu D. Bây giờ lỡ như cái bạn mà bạn không có tinh ý lắm, bạn không có biết đáp án nó nằm ở cái hàng cuối, thì em chịu khó em tìm. Em sẽ thấy là ở cái đoạn đầu tiên của em đó, sao nó vậy vậy? Ở cái đoạn đầu tiên của các bạn sẽ có chữ studying là học. Nhưng mà người ta không hề đề cập tới là enough hay là not enough, cho nên câu A không thể gọi là quan điểm của tác giả được. Rồi, các bạn xem tiếp, các bạn sẽ thấy ở cái đoạn thứ ba của mình sẽ có cái chữ là learn, tại vì trong bài là teach là dạy.
thì nó sẽ là học đó, học cách sống với nhau, learn to live with people and respect them, là học cách sống với mọi người và tôn trọng họ. Em không biết nghĩ thì cũng không sao, em không cần dịch như cô đâu. Em sẽ thấy đoạn cuối có chữ là you don't like, trong này là don't like, bạn không thích, chứ không phải là like each other như câu B. Phải câu B không? Câu B đó, cho nên là câu B nó sai luôn. Rồi, với cái câu C nha, thì chúng ta thấy có đoạn là 20.000, rồi có chữ là government help. Như vậy rõ ràng chính phủ có giúp đỡ, các bạn sẽ biết tiếng Anh chữ help là giúp đỡ. Chính phủ có giúp đỡ mà, vậy câu C cũng sai. Thì nếu em không biết đáp án ngay từ đầu, thì em loại đi A, B, C, em ra câu D. Em làm sao cũng được, miễn sao ra câu D là được ha. Rồi. Hôm bữa là có mẹo là chọn thì chọn toàn B, bây giờ bắt đầu mẹo là chọn toàn C. Cô không khuyến khích quýnh mẹo, mẹo nó dễ sai lắm em. Tại vì thật ra nếu các bạn nghĩ ra là mẹo là quýnh toàn B thì người ra đề họ cũng biết cái mẹo đó của bạn. Em kêu ở vô thi thường đáp án hay rơi vào câu D, thì các bạn sẽ thấy đáp án đề thi ít khi nó D lắm. Nói chung đừng có quýnh mẹo, tại vì thiệt ra giáo viên lụi đó, giáo viên họ đoán được. Rồi, câu 14 nha. Vậy câu 14 trong đề bài của mình, chúng ta có chữ cái tên riêng nghề Shakespeare and Act gì đó, Barbara. Và chúng ta cần kiếm cái đoạn nào có cái nhân vật Barbara thì bắt đầu mình kiếm. Rồi, câu này cô sẽ để các bạn làm, cô phân tích cho các bạn để các bạn tự làm. Em kiếm cái đoạn nào có cái chữ Barbara thì bắt đầu em làm ha. Câu A là học được rất nhiều về các đất nước, học về đất nước thì câu A. Câu B, tự tin hơn em gái. Câu C, dễ hòa hợp với nhau. Và câu cuối cùng là thích bạn mới hơn là thích gia đình. Rồi mình sẽ đi kiếm cái đoạn Barbara nha. Mình coi con đó nói gì. Nếu mà con bé đó nó kêu là nó học được nhiều thứ của nhiều đất nước thì em chọn câu A. Nếu nó bảo hở là em gái của nó không tự tin bằng nó, hoặc là bây giờ nó tự tin hơn em nó, thì em chọn câu B. Nếu như nó nói về chuyện là ngày xưa nó không có kết bạn được với mọi người, nhưng mà bây giờ nó có thể hòa thuận, hòa hợp với mọi người, ít cãi nhau với mọi người, thì chọn câu C. Mà nếu như mà nó kêu là nó thích bạn bè hơn là gia đình thì chọn câu D. Rồi, kiếm đi em. Chọn C thiệt hả? Cái này là làm hay là nghe lời bạn Luân vậy Trường ơi? Vừa kêu chọn toàn C xong với Trường chọn câu C thiệt kìa. Ừ, giỏi. Chờ xíu nữa cho các bạn khác làm ha, mới được có hai bạn đưa đáp án nè. Để coi mấy bạn kia làm sao. À, không thấy bạn nào làm nữa hết trơn. Rồi vậy cô sửa đáp án luôn ha, không có ai là không có thấy ai làm thêm hết. Ở câu này ha, thì chúng ta đi kiếm cái đoạn có nhân vật Barbara, các bạn sẽ thấy nằm ở cái đoạn thứ ba là cái cô nàng Barbara gì đó. Rồi, cô bé này nói những câu gì? Câu đầu tiên là chúng ta sẽ có là trường học encourage international understanding among young people. Vậy chúng ta có chữ international là thuộc về quốc tế, thì nó sẽ hơi hơi liên quan tới câu A là học về mấy cái nước khác nhau là quốc tế đó. Tuy nhiên chỗ này không học, mà chỗ này là understanding young people, là giúp những người trẻ tuổi có thể hiểu nhau nhiều hơn. Tức là những du học sinh ở các nơi khác nhau cùng tới, họ sẽ hiểu được nhiều hơn. Vấn đề là understand people, chứ không phải là learn the countries. Như vậy câu A sai. Rồi, bạn ấy nói tiếp một cái nữa là learn to live with people and respect them, even the ones you don't like. Tức là mình phải học cách sống với mọi người và tôn trọng mọi người, ngay cả khi em không thích họ. Vậy chỗ này đang liên quan tới chuyện là sống và hòa hợp với mọi người. Rồi, là của câu C đó. Tới câu tiếp theo bạn ấy nói thêm một cái nữa là how much less I argue with my sister. Tức là less là ít, argue là tranh cãi. Em ít tranh cãi với em gái. Chỗ này không có chữ more confidence. Vậy câu B sai rồi.
Vậy câu A mình bỏ là tại vì nó là understanding chứ không phải là learned about. Như vậy câu A bỏ. Câu B bỏ tại vì không có chữ more confidence mà là chữ less are guilt. Vậy các bạn sẽ chọn giữa câu C và câu D. Mà câu D thì không có thông tin đó. Không có cái chỗ là my new friends, my family. Mà chỉ có một ý duy nhất là live with people, respect them. Thì nó chính là câu C. Là cái chỗ other people đó. Get on with other people đó. Rồi, vậy đáp án đúng của mình chỗ đó là câu 14C ha. Rồi, mấy bạn làm đúng câu C là tốt rồi đó. Rồi, câu số 15. Câu 15, câu này cô để các bạn tự làm thì câu này dễ. Câu 15 thường là cái từ quảng cáo. Thì chỗ này họ sẽ cho mình bốn cái đáp án quảng cáo. Họ kêu mình là chọn cái nào để quảng cáo cho cái trường này. Vậy mình vẫn phải đọc gạch chân trước. Thì điểm giống nhau của cả bốn quảng cáo đều là hãy học tại ngôi trường này đi, Study at Atlanta College. Rồi, những điểm khác nhau là gì? Hai cái hình A và B giống nhau ở chỗ là dành cho học sinh từ 16 tới 18 tuổi. Tuy nhiên, ở hình A, sáng học, còn chiều là thể thao, sport. Ở hình B thì sáng học, chiều là các hoạt động khác. Tức là các hoạt động không biết là hoạt động gì, chỉ cần biết là chiều thì làm các hoạt động. Và cuối cùng là được hỗ trợ về tài chính. Đó, A, B giống nhau đều là 16 tới 18 tuổi nha, đều học buổi sáng hết. Nhưng mà A là chiều chơi thể thao, còn B là chiều tham gia các hoạt động. Và ở B thêm một cái là sẽ được hỗ trợ về tài chính. Rồi, đối với câu C thì sao? Câu C sẽ là learn international topics. Cái này thấy là sai rồi. Nãy có chỉ international understanding chứ đâu có topics đâu. Cho nên câu C là thấy có vẻ hơi sai. Rồi, họ là kêu tiếp free places. Nãy giờ đâu thấy đâu. Rồi, all ages welcome gì đó. Thấy câu C là thấy có vẻ sai hết rồi. Ở trong bài nó có số 16 tới 18. Nên câu C là cô bỏ được. Câu D ha. Chúng ta sẽ có là learn English. Rồi, weekend activities và có help with fees. Vậy câu D chỉ khác câu B ở chỗ là câu B là 16 tới 18 tuổi và học nói chung. Còn câu D là học tiếng Anh. Rồi, các bạn chọn đi em ơi. Câu C sai đó. Bỏ câu C đi. Rồi, ra đáp án rồi kìa. Mọi người giỏi quá. Nói một cái là thấy chọn vèo 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 rồi. Đáp án chỗ này chúng ta chọn đáp án của mình dựa vào bài đọc. Nếu bạn nào không nhớ thì quay lại bài đọc. Em sẽ thấy có cái dòng là từ 16 tới 18 tuổi. Rồi các bạn sẽ thấy đó có là sáng thì học, sẽ có buổi chiều thì tham gia các hoạt động. Rồi các bạn sẽ có thêm một cái là hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Nên đáp án đúng câu B. Trong bài không hề có cái học tiếng Anh nên câu D nó sai. Và nó cũng có chơi thể thao luôn nên câu A nó sai ha. Là xong. Như vậy vô thi, nếu như mà các bạn gặp lại được các câu từ phần 1 tới phần 3 thì các bạn chỉ việc khoanh thôi. Còn nếu các bạn gặp đề mới thì các bạn cũng làm từ từ như vậy. Làm chậm chậm, làm từ từ em sẽ làm được vì ba phần rất là dễ. Rồi, làm đáp án nhớ ghi kiểu này nha. Đừng ghi trong bài mà bị trừ nha. Ghi vào cái khung bên dưới á. Nó sẽ có cái khung để các bạn ghi đó. Ghi đáp án vô. Ghi đáp án này có một cái lợi nữa, ghi to to á. Lỡ cái đứa nào nó xa xa nó nhìn thấy cho nó copy với. Nhớ viết bự bự chút. Rồi, chúng ta qua phần thứ tư. Phần thứ tư là phần khó nhất. Ở phần thứ tư thì cô thường hay khuyên là các bạn nên để làm cuối cùng. Có nghĩa là em làm xong phần 1, phần 2, phần 3. Xong rồi em đi coi phần 4, phần 5, phần 6. Cái phần nào mà em đã từng thấy trước đây, em từng làm qua rồi, em làm trước phần 5, phần 6 đi. Xong rồi sau đó em quay lại phần 4. Lỡ mà họ ra lại thì quá dễ. Mà họ có không ra lại thì em tự làm cũng được. Tại vì phần này nó khó. Nên là mình để lại phía sau. Còn bây giờ cô giảng cho các bạn thì cô giảng luôn phần này. Tại vì để tới cuối các bạn mệt, các bạn nghe không nổi đâu. Nên cô giảng luôn theo mặt. Rồi, bài này thì ơn trời là nó dễ hơn cái bài tuần trước. Nó có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tại cái chủ đề nó dễ lắm. Các bạn sẽ có 8 đáp án từ A tới H để cho các bạn điền vào trong cái 5 vị trí ở trên này. Thì vẫn là phương pháp cũ, đọc đề là phải gạch chân, gạch các từ khóa từ A tới H. Khác những bài khác ở chỗ em đọc phần này em gạch xong em phải hiểu sơ sơ, em phải định hình được trong đầu nó nói cái thứ gì thì em mới đi làm. Chứ mấy bài trước là gạch cho vui, gạch rồi tới đó là thấy đáp án. Còn cái này là gạch nha, hiểu nha, rồi nhớ và mới đi tìm đáp án. Vậy câu A ha, khi bắt đầu cái gì không biết nhưng mà biết là khi bắt đầu thì thấp sử dụng cái ring. Cái ring bình thường các bạn biết các bạn đeo nó sẽ là cái nhẫn đó. À, và một cái là water wings. Ủa cái gì dưới nước có water nước vậy ta? Như vậy khả năng ring không phải là cái nhẫn mà nó phải là một cái gì tròn tròn. Vậy mình sẽ nhớ là khi bắt đầu thích sử dụng cái gì hình tròn rồi liên quan tới water wings gì đó. Ý thứ hai nha, câu B ha thì là a long time là một khoảng thời gian dài.
Get over from là bình phục lại, illness bị bệnh, phải có đề cập tới bệnh, bệnh gì nặng lắm mà cần một thời gian dài để bình phục. Rồi, câu C, học bơi lúc 5 tuổi, rồi đi hồ bơi 2 lần, ít nhất 2 lần một tuần. Câu D, nhiều người học cái pre-stroke first này là cái gì không biết, vô thi đâu có biết từ vựng đâu, lơ nó đi. Rồi chỉ biết là first thì phải học cái gọi là pre-stroke. Rồi sau đó thì tới backstroke và crawl đó. Mình cứ gạch mấy chữ chứ mình không hiểu thì kệ nó. Rồi câu E nha, chúng ta sẽ có là best player. Phải có một cái nhân vật là John nào đó. Anh này sẽ là best player của cái team, là anh này là người giỏi nhất của đội. Rồi câu F, the more you eat, bạn ăn càng nhiều, the fatter you get, thì bạn càng mập. Câu G, chúng ta có chữ recommend. Chữ này cô nhắc các bạn coi chừng đọc sai. Một số bạn phải đọc thành chữ recommend. Thì các bạn nhớ là cái chữ này các bạn phải đọc nó là chữ recommend ha. Cái này sẽ gặp trong môn nói của các bạn. Khi các bạn thi nói, các bạn có gặp cái chữ này. Là tôi gợi ý, sau khi nói xong tôi đề nghị, tôi gợi ý, I suggest, I think, I recommend đó. Là nó đó. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái nữa ở đoạn này là recommend cái gì? Any age, tuổi nào cũng được. Swimming as a hobby, nôm na là khuyên là xem cái môn bơi như là một sở thích. Rồi tiếp tục câu cuối cùng, câu hát của chúng ta sẽ là tìm giáo viên giỏi. Rồi vậy các bạn đi qua hết tất tần tật các cái chữ từ chữ A tới chữ H, thì các bạn sẽ có là câu A là mới bắt đầu, thích cái gì tròn tròn, rồi cái gì water wings đó không biết. Câu B là liên quan tới bị bệnh mà mất thời gian dài để bình phục. Tới câu C là học bơi lúc 5 tuổi, một tuần đi hồ bơi, đi bơi ít nhất 2 lần. Câu D là học cái gì pre-stroke đó, rồi học cái gì backstroke, rồi crawl gì đó. Rồi tới câu E là có một cái thằng John nào đó là giỏi nhất đội. Câu F ăn nhiều thì mập. Câu G là xem bơi là một sở thích. Và cuối cùng là tìm giáo viên giỏi. Rồi em định hình được cái đống này xong, bắt đầu em làm bài. Thì để cho các bạn dễ coi thì cô quăng nó vào trong này, cô đưa nó vô đây cho em dễ nhìn. Tại vì qua slide thì làm vậy các bạn dễ nhìn hơn chứ không có gì hết trơn. Rồi, câu đầu tiên thì chúng ta sẽ có là my favorite, à phương pháp làm cái này là các bạn nhìn câu đằng trước cái số cần điền và nhìn câu đằng sau cái số cần điền. Vậy cái số mà chúng ta cần điền ở đây là số 16. Đằng trước là chữ my favorite sport is swimming, môn thể thao yêu thích của tôi là bơi. Này không nói lên được gì hết, hoàn toàn không có ý nghĩa gì để mình điền tiếp câu tiếp theo, lơ đi. Đọc cái đằng sau, you do not need much special equipment if you want to learn. À, mình thấy cụm từ là want to learn to swim, nếu như bạn muốn học bơi. Rồi vậy nó đang đề cập tới cái chuyện là học bơi, vậy mình kiếm trong mấy đáp án A B C D coi có cái thứ nào nó liên quan giống giống cái đoạn đó có thể điền vô được hay không. Rồi các bạn nào điền được cô đáp án không vậy? Rồi các bạn chọn ngay đáp án của mình là các em đánh số giùm cô nha, các bạn đánh ngẫu nhiên cô không thấy đâu, cô bay vô cô thấy loạn cao cao. Rồi chúng ta đang có là câu 16G, lấy từ câu 16G của bạn Luân coi sao nha. Rồi, chứ bạn bạn Luân đang làm câu G là tôi khuyên mọi người nên chọn bơi như là một sở thích. Rồi, sở thích của tôi là học bơi, à lộn, sở thích của tôi là đi bơi. Tôi khuyên mọi người tuổi nào cũng nên có cái sở thích đi bơi này. Ừ, nghe có vẻ hợp lý. Đằng sau, bạn không cần nhiều thiết bị nếu bạn muốn học bơi. Nó hơi hơi bị, nó hơi hơi cái gì á, nghe nó có vẻ hơi hơi trật trật lạc lạc cái gì đó. Hình như cô thấy nó có vẻ không được ok lắm, nó bị trật mạch đó em. Tự nhiên kêu bơi là sở thích của tôi, mọi người nên thích đi bơi. Rồi bạn nào cũng chọn 16. Rồi các bạn chọn 16C và 16A. Rồi chúng ta kiểm tra thử coi 16C với 16A cái nào tốt hơn, tốt hơn câu G hay không. Câu 16C thì sao? Tôi học bơi khi 5 tuổi và đi bơi 2 tuần một lần. Câu A, khi mới bắt đầu. Bắt đầu này người ta chưa hiểu em ơi, tại vì mới bay vô câu thứ 16. Sở thích của tôi là đi bơi, môn thể thao yêu thích của tôi là bơi. Khi mới bắt đầu bạn có thể thích, nó không có liên quan, bởi vì là mình đang là nói về sở thích của mình, xong quay vô khi bạn bắt đầu, nó không ăn nhập với nhau. Câu 16 không hợp lý lắm. Vậy giữa câu 16A, 16C và 16G, cô sẽ thích câu C nhất. Lý do là đi theo cái mạch. Sở thích của tôi là
uống rượu, tôi bắt đầu uống rượu. Không, sở thích của tôi là hút thuốc đi ha, sở thích của tôi là hút thuốc lá. Tôi bắt đầu hút thuốc lá năm tôi 12 tuổi, mỗi ngày tôi hút khoảng tầm nửa gói thuốc lá đó, thì nó mới đi theo một cái mạch hợp lý của nó, chứ không thể nào tôi sở thích của tôi là hút thuốc lá. Lúc mà bạn mới bắt đầu thì bạn sẽ thích mua cái thuốc con mèo đó, thì nó không có hợp lý ở cái đoạn đầu, nên câu C hợp lý hơn. Môn thể thao yêu thích của tôi là bơi lội. Tôi bắt đầu học bơi khi tôi 5 tuổi và mỗi tuần tôi sẽ đi bơi ít nhất 2 lần một tuần, là thấy cái mạch nó ok. Rồi, câu tiếp theo. Bạn không có cần nhiều thiết bị hay là dụng cụ khi mà muốn học bơi đâu. Bạn chỉ cần một cái quần bơi swimming trunks là quần bơi cho con trai, là cái quần đùi bơi đó. Và cái swimming costume là bộ đồ bơi của nữ, và thêm một cái mũ nữa là cho các bạn nữ, là cái mũ trùm cái tóc lại với lại là cái bộ đồ bơi. Rồi, số 17 là cái gì? Vẫn đang trong cái mạch là học bơi em ơi, mà đang là đối tượng là bạn rồi đó. Vậy thì chỗ đó là 16 là câu C. Rồi, các bạn nào chọn câu 17 lại giùm cô không? Câu đầu tiên nói về sở thích của tôi là tôi thích môn bơi. Tôi bắt đầu bơi khi tôi 5 tuổi và tôi đi bơi một tuần 2 lần, ít nhất là 2 lần. Hết cái phần của tôi, bắt đầu nói về thiên hạ. Là bạn, tức là người đọc đó, muốn học bơi thì rất là đơn giản, bạn không cần gì nhiều đâu, chỉ cần mua cái quần bơi hoặc là cái bộ đồ bơi mà thôi. Rồi, nói cái gì đó. Đáp án hiện tại đang là câu 17G đúng không? 17G là gì? Tôi sẽ khuyên tất cả mọi người nên bơi như là một sở thích. Nó lại bị lạc nhịp rồi em ơi. Đang đề cập tới cái nhân vật là độc giả. Các bạn độc giả không cần nhiều thứ để học bơi, chỉ cần một cái quần bơi, một bộ đồ bơi cho nữ. Mà quay qua là bạn nên học bơi như một sở thích, nó không hợp lý lắm. Rồi, câu hát. Tìm một giáo viên. Bay cái đùng vô tìm giáo viên liền vậy hả? Nhanh vậy hả? Lỡ mất tiền thì sao ta? Rồi, chỗ này cô vẫn thấy nó chưa hợp lý lắm em à. Chúng ta lấy ví dụ chuyện khác đi. Nói về chuyện học tiếng Anh đi. Sở thích của tôi là học tiếng Anh. Học tiếng Anh thì bạn không có cần nhiều thứ lắm đâu. Bạn chỉ cần một quyển sách, một quyển vở. Rồi, bắt đầu em đang khuyến khích người ta đi học tiếng Anh. Thì thường sẽ là khi các bạn bắt đầu học tiếng Anh, các bạn cần phải học bảng chữ cái, các bạn cần phải học phiên âm, các bạn cần phải học từ vựng. Giờ hỏi về chuyện học nấu ăn nha. Khi học nấu ăn, mới bắt đầu học nấu ăn thì các bạn cần phải học cách sử dụng dao, rồi cái gì mấy cái đồ dao tỉa rồi này nọ, các cái nguyên liệu. Vậy thì chỗ này đáp án ở câu A sẽ hợp lý hơn. Tại vì họ đang nói về mình là chuyện học mà. Vậy thì khi mới bắt đầu học bơi thì bạn có thể sẽ sử dụng cái phao. Nó có dạng là water screen, là cái phao bơi đó em. Hoặc là các bạn biết con nít đó, người ta hay cho nó ngồi trong cái phao tròn 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 á. Đó là bạn có thể sẽ thích sử dụng cái phao để cho mình quen. Đó thì chỗ này nó hợp lý hơn. Vì đang trong cái mạch là học bơi thì nên nói rõ ràng câu đầu của tôi là tôi học bơi khi tôi 5 tuổi. Rồi tôi nói tiếp, khi bạn học bơi, mới bắt đầu học bơi, bạn sẽ thích sử dụng phao. Thì cái ý nó sẽ liền mạch hơn. Rồi, bỏ được câu 17A với C ha. Sao đang kêu là nó dễ hơn tuần trước mà nó làm sai hơn tuần trước ta? Kiểu là đề khó thì làm được, đề dễ làm sai hả ta? Rồi, tiếp tục nha. Câu số 18. Vậy họ nói tiếp, vậy thì bây giờ học bơi như thế nào? Đoạn này nó dài dòng lắm em ơi, em đừng quan tâm nhiều mệt lắm. Mình đâu có đọc được nhiều như vậy đâu. Vậy bây giờ mình chỉ quan tâm cái thứ gì dễ dễ á. Mình nhìn có cái chữ gì dễ dễ thì mình đọc. Chúng ta sẽ có là khoai dăng, cái gì nhỏ nhỏ đó, đại loại là còn nhỏ. Rồi cái gì là chơi ở trong nước, rồi cái gì đó nè. Đó, xong tới câu 18. Vậy chỗ này đang liên quan tới chuyện học bơi. Thì họ khuyên mình là best to learn, bạn nên học khi còn nhỏ. Rồi, good idea, tức là nó là một cái ý kiến khá là hay. Khi mà bắt đầu bằng cách là chơi ở trong hồ bơi, cho em quen đi. Rồi, là ban đầu là mình tự làm quen, mình còn nhỏ mình nên đi học, hoặc là ba mẹ mình tập cho mình tự bơi, thì lúc đầu mình mới xuống nước mình nên làm quen, cho mình quen với nước. Rồi sau đó nói cái gì đó ở số 18. Rồi bắt đầu ở chỗ này những đáp án còn lại B, D, E, F, G, những câu nào có thể dùng được. E, F là vô duyên rồi là bỏ nè. Câu G cũng được, tại đang đề cập tới chuyện học bơi mà. Câu G bỏ luôn, câu B bỏ luôn, đâu có bị bệnh đâu. Đáp án phải là câu D hoặc là câu H, một trong hai câu nó mới hợp lý được. Rồi, muốn biết dùng D hay dùng H, các bạn phải đọc luôn cả câu sau. Cô dặn là đọc cái câu đằng trước chỗ cần điền và đằng sau chỗ cần điền. Đằng sau chỗ số 18, người ta nói là bạn cần phải học cái gì đó, gì đó đó đó. Rồi, và giáo viên của bạn sẽ cái gì đó. Nhân vật giáo viên này từ đâu xuất hiện vậy? Ủa sao đùng đùng đâu ra cái nhân vật giáo viên của bạn ở đây?
phải nói cái gì đó thì người ta mới nói chỗ này được. Như vậy, với cụm từ là giáo viên của bạn thì đáp án số 18 các bạn phải chọn đáp án là câu hát. Tại vì á, là mình câu trước mình phải nói giống như thế này, em phải nói là cơm chín rồi, lấy cơm ăn đi, thì em mới hỏi câu cơm ngon không, chứ tự nhiên đùng cái cơm ngon không, ai hiểu em hỏi cái gì. Cho nên vì cái ý là có giáo viên ở đó thì các bạn phải chọn câu 18. Vậy mình đọc nguyên ý lại coi nó có hợp lý không. Ban đầu mới xuống nước thì là nên làm quen với cái hồ nước cho nó thoải mái, rồi nên kiếm một người giáo viên giỏi, bởi vì bạn sẽ cần phải học cách cân bằng khi ở trong nước, tức là cái cách nổi cân bằng trong nước đó, và người giáo viên sẽ hướng dẫn cho bạn làm sao để di chuyển cánh tay chân để mà có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng thoải mái ở trong nước. Thì chỗ này nghe nghĩa nó có vẻ hợp lý đó, thì nhớ cẩn thận đọc đề là đọc câu trước câu sau nha, nó phải gợi ý cho em á. Rồi, câu số 19. Khi mà em đã ở, tức là có giáo viên hướng dẫn rồi, xong hết rồi. Khi các bạn cảm thấy thoải mái lúc ở trong hồ bơi thì bắt đầu các bạn sẽ tiến bộ nhanh. Nói này không giải quyết được gì hết, không chọn được. Câu đoạn sau nó nói gì? After that, sau đó thì các bạn sẽ học lặn, dive và lặn. Em không biết thì kệ, em chỉ cần biết chữ after that thôi. Và chúng ta còn lại, đáp án của mình là câu B, D, E, F, G. B bỏ, E, F bỏ tại không có liên quan. Đáp án của em phải là câu D hoặc là câu G. Mà nó đang bảo là sau đó, như vậy phải đáp án mình cần điền phải là cái gì trước, trước tiên, trước hết, trước trước gì xong rồi mới tới sau đó được, chứ đâu đùng đùng vô sau đó ai hiểu đúng không. Vậy chỗ số 19 là đáp án cái gì mà có thể liên quan tới trước tiên, trước hết, đầu tiên, ban đầu gì gì đó đó, đó. Rồi xong, vậy mình sẽ chọn được đáp án số 19 là câu D, nhờ vào cái chữ first đó em. Trước tiên là bạn phải làm thế này, rồi sau đó bạn mới làm cái thứ kia. Cho nên chỗ này họ đang nói cái mạch của họ là khi mà bạn cảm thấy tự tin trong nước thì bạn sẽ bắt đầu tiến bộ. Hầu hết mọi người thường sẽ thích là bơi sấp trước, xong rồi sau đó họ sẽ tập bơi ngửa. Đó, cái backstroke là dạng bơi ngửa, là bơi sấp đó, là cúi mặt xuống cái ngẩng mặt lên đó. Là họ sẽ tập, đa phần mọi người thường sẽ tập bơi sấp trước, rồi sau đó họ sẽ tập bơi ngửa. Sau khi mà họ nắm được cái bơi sấp với cái bơi ngửa rồi thì họ mới bắt đầu đi học lặn. Đó. Rồi, là xong được câu 19D. Tới câu 20, câu cuối cùng. Nó nói gì dài dòng lắm. Cái gì lặn lặn gì bỏ qua nha. Trước câu 20, họ đang đặt coi câu gần nhất nha. Bơi thì không phải là một môn thể thao đắt tiền và nó rất tốt cho cơ bắp của cơ thể. Trước đó nữa, tôi thích bơi hơn mọi gì. À, tôi thích bơi nhanh hơn là mọi người, nhưng mà tôi cũng cố gắng lặn. Bơi thì tốt. Vậy chỗ này là hết bài rồi. Nói xong hết, đây là câu kết luận. Bây giờ em loại đáp án này em ra. Nãy giờ nó không thể đề cập tới bị bệnh, vậy bị bệnh là không được, cũng không có cái đội tuyển nào hết, vậy cái đội cũng không được, không có đề cập ăn uống gì hết. Đáp án cuối cùng nhất định mình phải chọn đáp án là câu G, là mình loại đáp án đi thì mình sẽ được đáp án câu 20 của mình là câu G. Rồi, vậy xong toàn bộ đáp án của các bạn theo thứ tự nha, là 16C, 17A, 18H, 19D và 20 là câu G. Thì các bạn nhớ để ý, bài này thì cô thấy nó dễ, nhưng mà có lẽ là vì nó dễ nên các bạn dễ sai. Cái câu G nó 7 các bạn biết rồi, các bạn cứ làm G, 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 G nãy giờ hoài luôn. Thì thường là mình để ý, lỡ mà vô gặp lại thì trúng. Mà nếu mà không trúng thì thôi, coi như bài này khó, làm được câu nào làm được thôi, bỏ nha. Rồi, là xong phần này nha. Thì nói vậy thôi chứ đi thi mà muốn đậu mà cứ bỏ hoài là rớt đó. Nên cô Yên kêu bỏ bỏ là cô Yên nói vậy thôi. Nhưng mà vô thi phải ráng làm nha. Cố gắng suy nghĩ làm, rồi suy nghĩ, rồi nhìn, rồi liếc, rồi hỏi, rồi gì các cái thể loại đó để mà đậu ha. Rồi, phần số 5. Phần này các bạn có 6 câu trắc nghiệm. Thì cái này làm thì cô thấy nó không có khó. Đa phần cô thấy các bạn sẽ làm được. Em làm được khoảng tầm 3-4 câu là tự làm được. Bây giờ cô để cho các bạn tự làm trước. Rồi, đây cô phóng to này đó. À, trong cái sách của các bạn bị sai cái chữ cuối cùng là chữ seasons mà viết lộn thành chữ reasons. Cô để yên cho các bạn làm phần này. Vào thi các bạn nên làm phần này trong vòng 6 phút. Bây giờ đang là 6 rưỡi. Cô để các bạn làm tới 6 giờ 6:29, các bạn làm tới 6 giờ 35 rồi cô sửa. Vẫn là phương pháp cũ. Đọc cái từ đằng cái số trước, nhìn đằng trước và đằng sau cái số đó. Coi có cái gì đoán được đáp án hay không. Làm xong thì gõ đáp án cho cô ha. Trời ơi nhanh chưa? Cho nó 5 phút mà nó cần có 1 phút nó ra đáp án rồi kìa.
Rồi em ơi, đáp án của bạn nhiều khi sai đó, đừng có nhìn đáp án của bạn nha, tự làm bình thường nha. Các bạn khác nhau câu 22, 23, 24 là nhiều. À, câu 21 thì có một hai bạn khác thôi, còn đa phần là khác nhau 22, 23, 24. Rồi, mình coi có chuyện gì xảy ra với cái bài này. Vậy câu thứ nhất ha, các bạn sẽ có câu 21. Trước số 21 các bạn sẽ có cụm từ là con người chỉ sống vài ngày. Nếu mà bạn nào để ý thì từ đề bài trước hơn, water là nước ha. Nước thì cái gì đó cho cuộc sống, tức là nước thì quan trọng cho cuộc sống. Con người chỉ có thể sống vài ngày cái gì đó nước. Như vậy mình sẽ loại đáp án đi. Câu thường các bạn hay nói là sống với là live with. Nhưng mà sống với là phải với người, đi với ai, đi với con mèo, đi với con chó, hoặc đi với bạn bè. Như vậy câu B là sai rồi. Đi thì mới đi với, sống với ông bà bố mẹ chứ không có sống với nước, câu B bỏ. Rồi, câu 21 câu C nha. For là cho là thường em phải cho cái gì đó. Em cho bạn một cái món quà hay là em cho tiền. Mình không có sống cho, mình phải sống cho chính mình, live for yourself, sống cho gia đình, cho người thân, chứ không có cho nước. Như vậy câu C cũng không được. Câu D là in it, là ở trong nước. Trong nước có nghĩa là các bạn nằm ở trong nước luôn á. Các bạn sống ở trong lòng nước, sống dưới đại dương á. Như vậy tất cả đáp án có vẻ không hợp lý. Đáp án đúng nhất của câu 21 phải là câu A. Nếu không có nước, without mang nghĩa là mà không đó. Con người chỉ có thể sống vài ngày nếu không có nước. Nếu không có nước mà không đó ha. Không có nước thì mình chỉ sống được vài ngày thôi. Rồi, 21A nha. Câu 22, câu này hay sai nè. 22 vấn đề gì? Thật ra 22 nó dễ em à. Các bạn nhìn đằng trước thì không sẽ thấy là chữ worry là lo lắng. Lo lắng về cái gì đằng sau các bạn sẽ có chữ and. Các bạn còn nhớ chữ and cô dặn trong fanboys không? And là nằm trong nhóm fanboys sẽ phải đồng dạng. Vậy đằng sau nó là and quantity. Thì các bạn tìm các cái đáp án, cái chữ nào mà thấy nó giống nhất thì nó sẽ là đáp án cho câu 22. Vậy câu sai đầu tiên là câu A và câu B bị sai. Tại sao A và B sai? Tại vì nó kết thúc bằng chữ S. Em sẽ thấy là chữ quantity nó không có S. Giống như cô hay dặn là handsome thì phải đi với rich, phải là tính từ hết. Mà quantity ở đây không S. Nên nếu em chọn câu A với câu B là không được. Câu A, câu B phải bỏ. Thì mình chỉ có câu C với câu D thôi. Mà câu D là situation. Các bạn biết này, cái này là tình huống nè. Ủa, water là nước. Nước thì làm sao mà có tình huống được. Nên nói kiểu gì thì nói, chúng ta phải chọn đáp án là câu C. Rồi, đây là cho nghỉ thôi với các bạn. Hầu hết tất cả người ta đang nói tiếp là mình không thể chỉ sống vài ngày nếu thiếu nước. Tuy nhiên, gần 25 triệu người chết hàng năm bởi vì nước, tức là vì họ thiếu nước đó. Họ nói cả cả những đất nước công nghiệp hay là những đất nước đang phát triển thì đều đang lo lắng về số lượng nước cũng như là chất lượng. Quantity là số lượng mà quality là chất lượng. Nghĩa là người ta đang lo sợ nước không đủ sạch hoặc là không đủ nguồn nước trên thế giới. Đó, đáp án câu C là vậy ha. Thì biết nghĩ thì dễ, mà không biết nghĩ thì loại trừ nha. Này, 23. Trước số 23 là cái chữ gì? À, nó có cái chữ là sử dụng kìa. Hầu hết nước mà chúng ta sử dụng không giải quyết gì được hết. Đằng sau các bạn có dưới từ from. Hầu hết nước mà chúng ta sử dụng từ sông, hồ và trong không khí. Vậy thì với các chữ, những chữ mà sẽ bị sai có thể dùng được. Chữ chữ C là sai mơi, go là đi đi đến, go to school, go to the market. Như vậy câu C sai, bỏ. Rồi, các bạn sẽ có đáp án là câu A, câu B và câu D. Thì nếu mà bạn nào để ý thì cái chữ hợp lý nhất sẽ là câu C, come from. Where do you come from? I come from Lâm Đồng. Đó, chỗ này sẽ là we use from. Nước chúng ta sử dụng là lấy từ rivers comes from, đến từ những dòng sông, những cái hồ và từ không khí. Ha. Câu A cũng sai em. Câu A là arrive. Động từ arrive chỉ đến với hai chữ thôi nha. Các bạn sẽ có là arrive đi với dưới từ at. Nếu như đây là một cái nơi nhỏ và các bạn có động từ arrive đi đến với in. Nếu như là nơi lớn.
Xa thì gọi là nơi nhỏ nơi lớn, ví dụ như đến sân bay, đến nước Úc, đến nước Mỹ, những cái nơi đó là lớn đó. Nhưng mà ví dụ đến trường, trường nó nhỏ xíu à, thì các bạn phải nói là I'm arriving at school, đến trường. Nhưng mà ví dụ là arrive in New York là đến nước Mỹ ha. Đó, thì arrive là cũng dùng được rồi. Rồi, các bạn có chữ get. Get from là phải lấy từ đâu đó, thì thường là từ người, tại vì get là em lấy. Còn đây là họ đang nói là nước mình sử dụng, thì đến từ tức là tự nước, nó chảy ra từ dòng sông, từ hồ, từ cái không khí, nó rơi từ trên nước, nó rơi xuống hơi nước bốc hơi chị. Rồi, 24. 24, trước số 24 chúng ta có chữ one of the. Cái này không giải quyết được, tại vì thì ra chỗ này nó không có liên quan one of the, không ảnh hưởng gì hết. Rồi chúng ta có distribution, nó có cái từ khóa ở đây. Nhưng nếu các bạn không biết nghĩa thì coi như tiêu. Vậy cô giả sử cô không biết nghĩa chữ này, cô lơ nó đi. Cô sẽ lơ số 24, cô đi làm số 25. Số 25, đằng trước số 25 là có cụm từ là not always distributed. Not always là không phải luôn luôn. Distributed là cái chữ distribution. Đã không biết sần thì sao mà biết tịch được. Lơ luôn. Rồi. Where the large cái gì đó centers are. Như vậy là nước thì không phải lúc nào cũng gì gì đó đó. Tới những cái trung tâm lớn. Rồi. Bây giờ bắt đầu coi đáp án của câu nào giờ. Câu population, people, men, women. Vậy chúng ta có men là đàn ông, women là phụ nữ. Vậy nếu mà không thể nào tự nhiên là trung tâm đàn ông, men centers, trung tâm đàn ông là trung tâm gì? Cũng không thể là trung tâm phụ nữ. Vậy câu C, câu D là bỏ. Vậy bây giờ mình còn câu A và câu B. People centers là trung tâm người. Tự nhiên trung tâm người nó cũng kỳ cục lắm, không có liên quan. Nên chỗ này các bạn chọn đúng hết rồi. Tất cả các bạn đều chọn là câu A. Population centers, large population centers, tức là những cái trung tâm lớn, những thành phố lớn, những khu trung tâm mà dân đông. Population là dân số em nha. Large population centers là những trung tâm có dân số lớn. Rồi quay lại chỗ đó, và mình đoán có distributed là cái gì? Không phải lúc nào nước cũng được đến những cái nơi đông người. Vậy thì nước nó gì giờ? Nước thì nó phải chảy. Một là chảy, hai là đến, ba là gì, phân phối, phân phát gì đó. Rồi, và chúng ta sẽ có liên quan vấn ở đây, họ đang đề cập là không phải lúc nào nước cũng đến được với người dân ở những nơi đông đúc. Vậy số 24 chúng ta phải chọn trong các đáp án. Đáp án các bạn bỏ được sẽ là câu A. Nhờ COVID các bạn bỏ được câu A. Case này đã dùng cho các trường hợp ca bệnh, gọi là new cases đó, những cái ca bệnh. Em bỏ được câu A, chỗ này đâu có bệnh hoạn gì đâu nên câu A bỏ. Rồi, câu bỏ tiếp theo em sẽ bỏ được nó là câu B. Chữ things là cái đồ vật. Mà mình đang dịch là cái distributed này là đến là cái gì, giao là đến là chảy gì đó. Nó không phải đồ vật. Vậy câu B bỏ. Rồi các bạn còn câu C và câu D. Câu C các bạn nào để ý sẽ biết cái fact là cái sự thật. Chỗ này đâu có sự thật đâu. Sự thật là phải mặt trời mọc hướng đông, hoặc là sự thật là hiện nay có bao nhiêu ca mắc nhiễm, sự thật là có bao nhiêu cái tiền vaccine quyên góp từ trên các nơi trên thế giới, đó mới là sự thật. Nên chỗ này không được. Thì đáp án đúng mình chọn câu 24 sẽ là câu D. Cái vấn đề, một trong những vấn đề về nước đó là cái sự phân phối nước. Nước không phải lúc nào cũng được phân phối đến những cái nơi đông dân cư. Vì vậy cho nên người ta mới chết vì thiếu nước đó. Rồi, bắt đầu họ nói tiếp. Một số vùng thì có đủ mưa. Nhưng đây chỉ là một trong hai, một hoặc hai cái gì ngắn ngắn. Vậy nó đang là mùa. Mùa thì bốn đáp án đều đúng. Seasons là mùa. Bốn chữ đều dùng được. Nhưng em nhờ cái chữ mưa đằng trước đó. Một số khu vực sẽ có đủ lượng mưa, nhưng mà mưa này chỉ diễn ra vào một hoặc hai mùa mưa ngắn mà thôi. Thì bạn đáp án là câu 26A. Thì hiện tại là chỉ có câu 22, 23, 24 là hơi sai. Thì bạn nào sai thì ráng để ý, hiểu những cái cô vừa nói. 22A, B sai tại vì nó có S. Mà cái chữ 22 quantity thì không S, nên mình phải chọn C hoặc D. Mà câu D là tình huống thì không được, thì mình sẽ chọn quality là chất lượng và quantity là số lượng. Rồi 23 thì đi với chữ from, các bạn có come from, đến từ đâu đó, nước nhưng mà chúng ta sử dụng là từ sông, từ hồ, từ không khí, đó là come from. Rồi các bạn sẽ có số 24 là cái vấn đề phân phối nước, thì câu 24 là câu khó đó, nên vô thi là hên hên làm trúng thôi. Rồi trong cái đoạn này nó có đề cập tới chuyện là nước muối rồi 3 phần tư nước trên trái đất thì đó, nhưng mà cô không dịch nữa. Thôi dịch cho các bạn nắm cả các bạn lại chữ cô. Ở đây họ bảo là nước là rất là cần thiết cho cuộc sống của con người. Necessary mang nghĩa là cần thiết ha, quan trọng. À, nếu mà không có nước thì con người chỉ sống được vài ngày mà thôi. Tuy nhiên gần chữ yet này là nhưng, đó là but và however.
Tuy nhiên, gần 25 triệu người trên thế giới này thì họ đều chết mỗi năm vì thiếu nước. Cả những đất nước đang phát triển hay những đất nước công nghiệp thì đều lo lắng về chất lượng và cái nguồn nước ở trên thế giới này. Mặc dù con người, động vật, nông nghiệp và công nghiệp đều sử dụng nước, nhưng mà người ta bảo là trên trái đất này thì more than enough, tức là có rất nhiều. Thật sự là nước trên trái đất rất rất nhiều. Vậy tại sao lại có người chết vì thiếu nước khi mà nước trên trái đất nhiều như vậy? Người ta giải thích cho mình là nước bao phủ 3 phần tư diện tích bề mặt trái đất. Trong đó 97,4% là nước muối, có nghĩa là chỉ có 0,6% là nước không phải nước muối thôi. Và họ mới nói mình là 3 phần tư cái lượng nước sạch ở trên trái đất này thì đã bị đóng băng, frozen là đóng băng em nha, bị đóng băng ở các sông băng và ở hai cực. Cho nên hệ quả là con người chúng ta phải sử dụng nước từ sông, hồ và từ trong không khí. Chính vì cái lý do đó thì họ mới đưa ra cái vấn đề là nhiều người chết rồi này nọ. Rồi, bắt đầu họ nói tiếp á, là có một cái điều đó là chưa tới 1% nước trên trái đất này là không thể sử dụng được. Cho nên là chúng ta vẫn đang phải tìm cách sử dụng đi lại những cái nguồn nước của mình. Một trong những vấn đề lớn ở đây là cái vấn đề phân phát nước, phân phối nước tới các nơi. Tức là nước thì mình có, nhưng mà nó không tới được những cái khu vực mà họ cần. Những nơi đông dân cư thì không phải chỗ nào cũng có nước cho người ta xài. Một số nơi á thì không đông dân cư, không có đủ nước, nhưng họ lại có mưa, cho nên là họ giải quyết được. Tuy nhiên mùa mưa lại quá ngắn, thành ra nói đi nói lại thì vẫn kết thúc ở chỗ là con người vẫn đang thiếu nước vì cái đó vừa giải thích ở trên. Đó, rồi, xong là cái bài đó. Rồi, các bạn còn bài cuối cùng là bài số 6. Ở bài số 6 này thì các bạn sẽ có 6 cái chỗ cần phải điền. Thì ở đây nó không có cho mình cái từ, mình phải tự mình điền vào. Vẫn là phương pháp cũ, đọc đằng trước, đọc đằng sau rồi đoán. Rồi, lỗi đầu tiên các bạn cần sửa là trong cái file ban đầu của các bạn, cái chữ fairy tale sẽ bị sai chính tả nè. T-A-I-L đó không? Cái chữ đó phải thành chữ fairy tales này mới đúng. Đây là truyện cổ tích. Rồi, bắt đầu bây giờ mình làm bài ha. Cái dạng này thì nó khó. À, cô cũng giảng cho các bạn. Rồi, coi các bạn nào mà đoán được cái đáp án nào thì đoán nha, đúng được 3 câu là thôi cũng tạm ok. Cái phần đó thì các bạn nên ráng đúng được khoảng 3 4 câu là trong tầm của các bạn. Cái bài tập trước em, cái phần 5 á, cái bài này nè, khoảng tầm khả năng của em là 3 4 câu là bình thường. Có nhiều bạn mới làm đúng liền 6 câu đó, nên nói chung em vô thi em yên tâm 3 4 câu. Này, quay về đây, có đứa nó ra câu 27 lượt liền rồi kìa, dễ sợ chưa? Rồi, bắt đầu chúng ta coi họ nói cái gì. Số 27, chủ ngữ trước số 27 đang là chữ same story. Thì các bạn biết story là câu chuyện, nó là danh từ. Vậy thì nó sẽ là chủ ngữ. Cái chỗ các bạn cần điền phải là một động từ để làm vị ngữ của câu đó. Thì động từ, trong đề bài nó có động từ sẵn. Sau số 27 các bạn có động từ non. Động từ này là cột 3 của chữ know, new và non nha. Rồi, viết cho những ai mà lỡ có quên thì nhớ là các chữ biết đó, mình sẽ có chữ know, new và cái cột 3 của nó là chữ non ha. Đó. Rồi, vậy thì chỗ này khi nào mình sử dụng động từ cột 3? Các bạn có hai ngữ cảnh để xài. Một là các bạn sử dụng ở thì quá khứ hoàn thành, tức là have cộng với cột 3 đi. Quá khứ hoàn thành. Tuy nhiên, muốn là quá khứ hoàn thành thì nó phải có cái dữ kiện ở quá khứ. Ở đây đâu có thấy cái gì liên quan tới quá khứ, đâu có cái năm cái tháng nào ở quá khứ đâu, cho nên cái này không xài được. Chưa kể có nhiều bạn nó còn kêu có chữ often. Often là thường là thì hiện tại, cho nên cái chỗ này quá khứ là không đúng, không thể điền hết được. Rồi, trường hợp thứ hai không phải quá khứ hoàn thành thì nó sẽ là động từ to be cộng cột 3 đi, mang nghĩa là bị động. Vậy chỗ này không thể dùng have, các bạn buộc lòng phải xài to be. To be là ba cái chữ mà học từ hồi lớp 3 đó, là am, is, are đó. Bây giờ đang là stories, nó là số nhiều nên chỗ điền bắt buộc phải là chữ a. Đó là xong số 27. Rồi, số 28. Các bạn nào đoán ra số 28 chưa? 27 chữ. Rồi, những bạn sai số 27 nhớ để ý nha. 27 của mình phải điền động từ to be nha em. Tại vì như cô phân tích đó là nó có chữ em, chữ well là trạng từ. Các bạn được quyền để chữ well thật ra là trạng từ đứng trước động từ được, nhưng nó phải gặp với điều kiện đó là động từ chính. Mà ở đây chữ non là động từ cột 3, không phải động từ chính em ơi. Ví dụ như thế này thì đúng nè. Chẳng hạn các bạn có thể nói là thi cái gì ha? Đây là câu mình hay nói là well done, thì các bạn sẽ có chữ done là động từ cột 3, thì phải có động từ to be đằng trước, phải là is done, rồi em đi như is well done là được làm tốt thì chấp nhận được. Rồi có một trường hợp thứ hai thì các bạn sẽ dùng trạng ngữ đứng trước đó là chữ well, xong rồi các bạn dùng một cái động từ đằng sau, ví dụ như là
Động từ well run đó có thể dùng chữ well run miễn cưỡng trong trường hợp này, nhưng nó phải là động từ chính của câu ấy mà. Well run là chấp nhận được đó. Cái ngữ cảnh này là có thể chấp nhận được. I well run, tức là tôi chạy tốt, thay vì là tôi chạy rất tốt đó, thì có thể kêu là I well run. Nhưng mà nó phải có động từ chính là chữ run. Còn đây là no là cột 3 rồi nha, đây là chữ non của cột 3, nên bắt buộc phải điền to be ha. Rồi, cho dễ thì dịch, có dịch cần dịch không ta? Chắc không cần dịch đâu. Rồi, 28 nha. Trước số 28 các bạn có chữ gì? Các bạn sẽ có chữ that. Rồi, đằng sau số 28 các bạn sẽ có chữ in. Nếu bạn nào nhanh mắt một tí xíu, em nhìn, tại vì câu 28 chưa hết, nhìn tiếp đằng sau của 28 đi, các bạn sẽ nhìn thấy thêm một chữ that are truly happening in. Như vậy nó hơi hơi giống nhau nè. Trước 28 là that, sau 28 là in. Đằng sau lại có một cái chữ that are happening in. Đó đó, cái that in nó xài lại kìa. Tức là họ đang gợi ý cho mình đáp án số 28 nằm trong cái chỗ đó đó em. Nó lại nha. Trước 28 là chữ that. Xong xuống phía dưới các bạn nhìn thấy một cái chữ that nè. Sau số 28 là chữ in. Các bạn lại nhìn thấy một cái chữ in nè. Vậy cái chỗ mà người ta đang điền cho em đó, that are truly happening, là họ đang gợi ý đáp án cho các bạn đó. Đáp án nó sẽ giống giống như vậy. Nó chỉ hơi khác một chút thôi. Không giống y chang được. Rồi, bạn thu chia ra được thì hiện tại là đúng. Tại vì sao mà bạn ấy không chia happening? Ở dưới cái phía sau với em là chữ things that are. Vì nó có chữ a cho nên phải điền happening. Còn trên đề bài chỉ là that thôi, cho nên không thể điền happening được. Nhưng từ điền thì lấy chữ happen. Tuy nhiên các bạn để ý chủ ngữ cho cô với. Chủ ngữ số 28 là some of the things em à. Đây là số nhiều. Lại đáp án không Thu? Nó có nên là cái gì không Thu? Rồi, cô nói lại cho các bạn khác khi mà em chưa hiểu kịp đây. Cô sẽ nói lại cho các bạn nghe. Tại vì phần này là phần bắt em phải điền từ, tự nghĩ ra. Nên người ta cũng biết là mình đâu có nghĩ được. Họ phải mớm mớm cho mình đâu đó cái đáp án á. Thì số 28 trước số cần điền cô nhìn thấy một chữ that. Xong rồi sau số 28 cô nhìn thấy chữ in. Mà cái câu này nó dài quá, cho nên cô phải nhìn coi đằng sau nó viết cái gì nữa vậy. Thì đằng sau cô lại nhìn thấy một cái chữ things lần nữa. Hàng thứ hai từ dưới đếm lên, các bạn có chữ things giống y chang số 28. Xong các bạn có thêm một cái chữ that giống số 28 luôn. Các bạn lại có một cái giới từ in cũng giống với số 28. Nên hai cái khúc này là nó giống nhau. Thành ra mình đoán là cái đáp án cái chỗ cần điền á, nó cũng phải cái loại đại loại là truly happening, nó phải giống giống như vậy. Chỉ khác là dưới đây là that a thì họ dùng happening. Còn ở trên số 28 của mình nó không có chữ a thì mình sẽ điền cho nó là chữ happen. Nhưng mà các bạn chia số nhiều nha. Tại vì chữ things nó có S, cho nên happen này là phải chia nguyên mẫu, không thêm S được. Rồi, đây là trường hợp cho những bạn mà thông minh mà nhìn đoán. Bây giờ những bạn mà không nhìn đoán được thì sao? Dịch em ơi, các bạn phải dịch từ đầu. Có những quyển sách về truyện cổ tích ở trên thế giới này, thường là những câu chuyện nó giống giống nhau sẽ nổi tiếng và được lặp đi lặp lại trong những cái ngôn ngữ khác nhau. Tức là ví dụ chuyện công chúa Cinderella đó là Lọ Lem, đó là chuyện nổi tiếng, thì nó sẽ có cái phiên bản tương tự bên tiếng Việt. Xong rồi họ nói là có một vài thứ ở trong cái câu chuyện đó thì rất là đặc biệt, mặc dù nó không phải là đặc biệt giống như trong y tế và khoa học. Đó, thì mình thấy nó cũng hơi hơi giống giống nhau. Khi mình dịch ra thì có những thứ trong câu chuyện. Là cái gì trong câu chuyện? Những thứ diễn ra trong câu chuyện, xảy ra trong câu chuyện. Thì cái chữ diễn ra và xảy ra là chữ happen. Thì tùy theo khả năng của em dịch nghĩa cũng được, mà em dùng ngữ pháp em nhìn cũng được ha, là ra được hai câu đó. Thôi, đi qua nha. Qua số 27 và số 28 nha. Chúng ta qua. Nếu dịch ra điền là chữ unbelievable được không cô? Ở chỗ đó em không thể điền unbelievable được. Tại vì, cô quên nói với các bạn, các bạn cần điền nó phải là động từ. Nếu là tính từ phải đứng sau động từ to be. Giống như số 27 chúng ta có cột 3 anon, thì chúng ta phải có cô gái đẹp. Nếu các bạn có cô gái đẹp phải là she is beautiful đó, thì câu này mới đúng được. Các bạn không thể nói là she beautiful là các bạn bị sai ngữ pháp cơ bản. Tính từ phải đứng sau động từ to be.
To be thì cộng tính từ, mà cái chữ unbelievable mà bạn Sang vừa hỏi đó, unbelievable, bạn ấy vừa hỏi chữ này nó đang là một tính từ, nên nếu muốn điền unbelievable thì phải điền sau động từ to be a, nhưng chỗ đó không điền được, các bạn phải điền cái động từ. Chỗ đó chúng ta có chủ ngữ là the things from that, nên cái chỗ cần điền phải là động từ nha. Nên các bạn điền happen giùm cô ha. Rồi, số 29 nha. Đi qua 29 đây. Chúng ta có 29, cái này ai hay đọc truyện, ai hay nghe trên YouTube là biết nè. Hầu hết các câu chuyện, em ơi cái chữ tales trong này sai một lần nữa nè. Fairy tales ở đây lại sai chính tả rồi. Sorry các bạn, để cô sửa cái lỗi đó đã. Rồi cô quay lại, chờ cô chút cô sửa. Ừ các bạn ra đáp án rồi kìa. Chờ cô sửa cái chữ đó cái. Cô thấy đáp án của các bạn đưa lên là đúng rồi đó, ra chữ ngày sửa ngày xưa rồi đó. Hồi xưa mình hay kêu ngày sửa ngày xưa. À, em ơi cái chữ tales ở trong số 29 nó sai chính tả nha, các bạn nhớ sửa thành chữ tales kia cho đúng. Và chúng ta sẽ có ngày sửa ngày xưa là once upon a time. Cái khúc này phải học thôi em ơi, đây là cụm từ. Giống như kiểu hả là ngày hôm qua là yesterday, nhanh nhất có thể as soon as possible, thì cụm từ này là once upon a time, ngày sửa ngày xưa, phải dùng vậy thôi, không có cách nào hết. Rồi, số 30. 30 này mình biết được nè. Người ta đang nói cho mình câu chuyện của số 30 là Cinderella, là cái chuyện Lọ Lem. Vậy thì cái chuyện mà người ta kể là Lọ Lem phải làm nhiều việc cái gì đó biết. Một đêm nọ, chị của Lọ Lem thì đi dự cái gì ở cung điện. Em nhớ trong câu chuyện đó, và cái là cái hôm đó là đi dự cái gì ở cung điện không? Ở cung điện thì người ta thường tổ chức cái gì á? Đi dự ở cung điện là đi dự cái gì ta? Tiếng Việt mình hay kể. Và cái đêm đó thì nhà vua tổ chức một cái buổi gì đó ở cung điện. Tiếng Việt cái buổi đó là gì ta? Cho cô cái chữ tiếng Việt thôi. Vào một ngày nhà vua hoặc là hoàng tử gì đó tổ chức một cái buổi gì trong cung điện. Cái chỗ đó là người ta mặc đồ đẹp, người ta tới, người ta nhảy, người ta múa đó, nhảy 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 múa múa với nhau đó. Các bạn biết tiếng Việt nó gọi là gì không? Ừ đúng rồi, chúng ta sẽ có chữ là vũ hội. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi kiếm cái chữ vũ hội trong các cái đáp án mà các bạn đưa lên ha. Thì chúng ta sẽ có một bạn là điền chữ là ball, rồi một bạn điền chữ festival, một bạn điền chữ party, một bạn điền chữ prom. Prom là từ mới sau này em ha. Mấy cái lễ tiệc 12, lúc kết thúc năm 12 các bạn hay tổ chức cái prom, là lễ hội mới sau này. Event là một cái sự kiện. Event thì nó hơi nhẹ. Party là dạng tiệc. Ừ, thật ra trong trường hợp này với câu chuyện cổ tích thì người ta dùng đó là chữ vũ hội, là cái nơi mà họ sẽ tới, họ gặp nhau và họ khiêu vũ. Thì cái đó tiếng Anh nó gọi là a ball. Chữ ball này không phải là quả bóng nha, chữ ball này là cái buổi vũ hội đó. Và cái nơi mà diễn ra cái phòng này là trong một cái tòa lâu đài, người ta sẽ có một cái phòng bự mà mọi người sẽ cùng quay quần mặc đồ đẹp nhảy múa khiêu vũ với nhau, thì đó người ta gọi nó là ballroom. À, thì biết cái từ đó ha, cái khán phòng mà để cho họ nhảy múa với nhau gọi là ballroom, và cái buổi dạ hội đó gọi là ball ha. Vậy đáp án điền các bạn vô đây sẽ là số 30 là chữ ball, thì cái này phải biết thôi. Rồi các bạn dùng chữ party các bạn sẽ không được điểm, tại vì party là bữa tiệc phải có ăn nghe, mà cứ tổ chức party là phải có thức ăn, mà những cái buổi này người ta không có ăn, người ta chỉ tới người ta nghe nhạc, người ta khiêu vũ rồi người ta đi về, nên nó không ăn được. Event là một cái sự thường, sự kiện ví dụ là tổ chức một sự kiện để mừng sinh nhật nhà vua thì chấp nhận được, nên cái chữ sự kiện nó không hợp lý lắm. Rồi các bạn có chữ festival, festival phải là cái lễ lớn, một cái lễ hội của cả đất nước luôn. Holiday festival là lễ hội của đất nước, còn đây chỉ là một nhà vua hoặc một hoàng tử tổ chức một đêm hội thôi, thì nó là chữ bo nha. Rồi học thêm chữ đó ha. Số 31 nè, 31 dễ nè, đang nói chuyện là Lọ Lem đi dự tiệc mặc đồ đẹp, xong rồi nhảy với ai đó, thì cái nhân vật trong câu chuyện mà nhảy, nên số 31 là chắc chắn mình điền được chữ là Prince rồi. Rồi, tới số 32, sau khi xong rồi rớt giày gì đó tùm lum tà la, mình không biết, mình coi câu kết thôi. Thì câu kết ở đây là nhà vua, hoàng tử và cô bé Lọ Lem làm cái gì đó và sống hạnh phúc với nhau. Vậy thì các bạn sẽ có cái khúc cần điền, làm cái gì rồi mới sống hạnh phúc. Thì kết thúc câu chuyện luôn luôn là hoàng tử và công chúa cưới nhau và sống hạnh phúc. Vậy vấn đề bình thường chữ cưới sẽ là chữ marry. Các bạn hay thấy lúc mà người ta cầu hôn trong mấy cái phim đó, thì người ta sẽ hỏi là will you marry me?
Đó, họ sẽ dùng là chữ marry là động từ. Marry là động từ nha, mang nghĩa là chủ động cưới, will you marry me? Tuy nhiên ở đây họ dùng cái động từ get đây mà. Họ đã cho em động từ chính là chữ get rồi. Thì chỗ các bạn cần điền, các bạn phải điền một cái gì đó thì nó mới đi chung được. Nó không có thể nào mà marry động từ nguyên mẫu được. Bạn có nhớ không? Ta hỏi, đúng rồi, ra đáp án đó. Người ta hay hỏi là em lập gia đình chưa? Người ta hay gọi là are you married? Cái chữ married này là tính từ đó, past participle đó ha, được sử dụng cho chữ get và to be. Vậy đáp án các bạn điền vô, các bạn ra được chữ married. Rồi, là xong. Tóm lại cái bài cuối chúng ta điền chữ are, chữ happen, upon, ball, brings với lại là chữ married. Đó, rồi. À, có sai cái chữ tails kìa. Để sửa chính tả cái chữ bị sai kìa. Xong. Các bạn kết thúc bài ngày hôm nay ha. Hết 32 câu. Thì thật ra cô thấy chủ đề hôm nay nó khá dễ, là hướng dẫn kỹ vấn đề thôi, chứ cô thấy nó có vẻ dễ ha. Rồi chúng ta hết bài, các bạn có thể về, có ai cần chụp đáp án thì nói cô. À, cô sẽ không dạy các bạn nữa, hôm nay là buổi cuối rồi đó. Sau này chắc cô không gặp lại các bạn lần nào nữa đâu. Nhưng các bạn cố gắng đi thi nha, ráng học bài kỹ.